chương 631, Nguyên Anh lại biến. Tam tài hoa quả nội khắc theo nét vẽ trong thiên địa pháp tắc, tuy rằng không có cụ thể hiện hóa lại cũng đủ tu sĩ hiểu được, cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, nó mới có thể làm tu sĩ có thể đột phá công cùng xiên xích, đạt tới nguyên bản vô pháp đạt tới tam tài thần cảnh. Mà quản thành lại không giống nhau, hắn bản thân liền đình trệ ở độ một cảnh một ngàn năm, sớm tại hắn thân thể còn ở thời điểm cũng đã là độ một cảnh, nhưng là bị trấn áp một ngàn năm quản thành căn bản không có tâm tư tu luyện, bất quá dài lâu năm tháng hạ quản thành hồn lực tích lũy đã đạt tới khủng bố trình tự, ở dung hợp hư không nói phía sau, hắn tu vi nhảy đi tới độ một đỉnh. Quản thành đã thấy được kia đạo bình cảnh, nhưng là trong thời gian ngắn tưởng đột phá cũng tuyệt phi chuyện dễ, bất quá mượn tam tài hoa quả, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Trật tự phát tắc ở quản thành chung quanh quanh quẩn, hắn hai mắt khép hờ, vẫn chưa nóng nảy, mà là kiên nhẫn mười phần cảm thụ được, quản thành tìm được rồi khắc theo nét vẽ không gian pháp tắc dấu vết kia, bắt đầu lĩnh ngộ, quan kháng, xác minh chính mình sở khống chế sau đó từng cái đối lập không gian hắc động nội yên tĩnh không tiếng động thời gian ở chậm rãi trôi đi trung châu bởi vì tàu ngụy mà nhấc lên náo nhiệt cũng dần dần tắt dương lan thành trật tự về tới trước kia bộ dáng tàu ngụy bế quan chữa thương ở đồng thời cũng ở cảm thụ thần đạo biến hóa loại này biến chất rất là kỳ diệu tuy rằng ý trời diệt sát làm tàu ngụy thân chịu trọng thương nhưng không hề nghi ngờ tiếng giai thần đạo làm tàu ngụy thực lực hoàn toàn tăng nhiều đến nỗi hồ tiên nhi cùng y tiểu cũng rời đi khách điếm nàng hai người hoàn toàn dung nhập đến dương lan thành náo nhiệt bên trong khắp nơi đi bộ. Tào Ngụy ngồi xếp bằng ở giường nệm thượng, mở hai mắt một cái chớp mắt có kỳ dị quang mang bắn ra, mắt trái xích mang mắt phải kim quang, rất là thần dị. Ta chưa bao giờ cảm thấy như thế cường đại quá. Tào Ngụy há mồm phun tức, hắn thương thế đã tốt thất thất bát bát, phần lớn đều là da thịt thương, vẫn chưa thương cập căn nguyên, mà ở khôi phục thương thế sau, Tào Ngụy lực chú ý cũng đặt ở Nguyên Anh thượng. Tiếng giai thần đạo lớn nhất biến hóa chỉ sợ cũng là Nguyên Anh, từ Tào Ngụy tự thân bốc cháy lên đại đạo chi hỏa ở Nguyên Anh trong cơ thể bật lửa, làm dung hợp tào ngụy sở hữu đạo quả nguyên anh đã xảy ra biến chất tào ngụy cảm giác được chính mình linh hồn thăng hoa giờ phút này xưng nó thần hồn có lẽ càng vì chuẩn xác nhân đạo linh hồn nguyên anh thần đạo thần hồn hai người tương dung hợp là vì bật lửa hồn hỏa đứng hàng thần đạo bất quá cùng mặt khác thần đạo tu sĩ thần hồn bất đồng tào ngụy thần hồn vẫn như cũ vẫn là nguyên anh trạng thái cũng không có chuyển hóa qua đi cái này làm cho tào ngụy có chút khó hiểu theo lý mà nói thần hồn chi hỏa một khi bắt đầu thiêu đốt sẽ hoàn toàn cùng tu sĩ hòa hợp nhất thể linh đài cũng sẽ trở thành một cái bài trí, không hề khởi bảo hộ nguyên anh tác dụng. Nhưng tào ngụy linh đài đã xảy ra kịch biến, vô số pháp tắc ngọn lửa ở linh đài thượng thiêu đốt không ngừng, đem nguyên anh vây ở trong đó. Nhưng tào ngụy cũng không có cái loại này bị trói buộc cảm giác, ngược lại nguyên anh tự hồ thực hưởng thụ, cặp kia con ngươi lóng lánh bảy màu thần hỏa, nhưng xa lạ cảm giác vẫn như cũ làm tào ngụy trong lòng lạnh lùng. Bước vào thần đạo lúc sau, lưu ly nguyên anh vẫn luôn cấp tào ngụy một loại xa lạ cảm, cặp kia con ngươi không hề cảm tình. Không đương Tào Ngụy nhìn lại khi đều sẽ đối diện lại đây, ánh mắt lạnh băng đạm mạc nhìn chăm chú vào Tào Ngụy. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thần hồn cùng chính mình đối diện, lại cũng không giống như là một cái chỉnh thể. Tại sao lại như vậy? Tào Ngụy đáy lòng có chút kinh ngạc, hắn từng một lần hoài nghi có phải hay không chính mình nguyên anh đã xảy ra dị biến, đã bắt đầu nảy sinh ra tân ý thức. Cái này ý tưởng thực đáng sợ, Tào Ngụy thực lo lắng, hắn một lần lại một lần xác định, nhưng trừ bỏ cái loại này không thể hiểu được xa lạ cảm ngoại nguyên anh vẫn như cũ giống như trước đây nó dung hợp tào ngụy bộ phận linh hồn có được tào ngụy tu đạo tới nay sở hữu nói quả hai người bọn họ vốn chính là nhất thể cũng không sai biệt rõ ràng là chính mình vì sao lại có xa lạ cảm tào ngụy nghĩ trăm lần cũng không ra cắn răng đem nguyên anh đặt mình trong mà ra nhưng làm tào ngụy kinh ngạc chính là trước kia nguyên anh ly thể đều sẽ huyền phù ở hắn đỉnh đầu ba thước khoảng cách ngồi xếp bằng nhưng lúc này đây nó thế nhưng trực tiếp ở tào ngụy đối diện giường nệm ngồi xuống vẫn như cũ là bảo nguyên thủ nhất tư thái nhưng có chút quỷ dị dùng thần phạt. Tào Ngụy đi vào tinh thần giới, tâm niệm vừa động, ngồi xếp bằng nguyên anh nháy mắt bay lên, trực tiếp vươn tay phải hướng tới nơi xa núi lớn ấn đi, một đạo lôi quang nổ vang, nổ bay đỉnh núi. Tinh diệt. Nguyên anh dò ra tay phải, lấy hồn lực ngưng tụ ra vẫn tinh kiếm bộ dáng, theo sau một trảm, quen thuộc kiếm khí làm Tào Ngụy mày cấm nhăn, cái này nguyên anh quả nhiên sẽ chính mình sở hữu công pháp bí thuật. Đột nhiên, Tào Ngụy sờ sờ hai mắt của mình, ngược lại nói, ngươi có không vận dụng đồng thuật. Vừa dứt lời, bảy màu lưu ly nguyên anh nháy mắt an tĩnh xuống dưới nó hai mắt khép hờ tựa hồ ở ấp ủ cái gì theo sau so với trong nháy mắt bỗng nhiên mở tức khắc có khủng bố cảnh tượng phát sinh nguyên anh mắt trái chỗ sâu trong lục đạo đỏ đậm ấn ký luân chuyển không thôi mắt phải cầu thượng lại trải rộng kim sắc sợi tơ đúng là tào ngụy sở khống chế hai đại đồng thuật cái này nguyên anh phục chế tào ngụy sở hữu bí mật giống nhau cũng chưa rơi xuống ngư bức một lát tào ngụy nhịn không được đối nguyên anh giơ ngón tay cái lên hai người vốn là nhất thể tào ngụy hành động thực sự có chút quá dị Nguyên Anh một lần nữa đi trở về Linh Đài, cũng là Tào Ngụy trong lòng ý niệm, nó chung quy vẫn là Tào Ngụy diễn biến nói quả. Nhưng kia xa lạ cảm vẫn như cũ tồn tại, Tào Ngụy nhịn không được thở dài một tiếng, người khác tiếng giai thần đạo bật lửa hồn hỏa dung hợp Nguyên Anh, chính mình Nguyên Anh không những không có dung hợp, ngược lại lại biến dị. Có cơ hội đến quan sát một chút mặt khác thần linh tu luyện phương thức, nghiên cứu một chút. Tào Ngụy pháp định chủ ý, chờ quản thành xuất quan sau nhất định phải trảo lại đây nghiên cứu một phen. Thương thế khỏi hẳn, cảnh giới ổn định thiên nguyên lúc đầu, đến đi tìm lão thần vượng. Tào Ngụy hãy còn trầm ngâm, thân ảnh một trận vặn vẹo, lại lần nữa xuất hiện khi đã là đang ở phố xá sầm quốc, cách đó không xa đó là Hồ Tiên Nhi cùng Y Tiểu. Vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái, Tào Ngụy lại lần nữa mang lên yêu hoàng quỷ minh mặt nạ. Nhưng liền ở Tào Ngụy hướng tới nhị nữ đi đến khi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, theo sau một đội nhân mã trực tiếp đẩy ra đầu đường tu sĩ, hướng tới Hồ Tiên Nhi hai người đi đến. Tào Ngụy mày nhăn lại, cũng không có sốt ruột, ngược lại là đi theo đám người đến gần rồi qua đi tàu ngụy muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm cái gì nhưng nhưng vào lúc này cách đó không xa nghị luận thanh rơi vào tàu ngụy trong tai tàu ngụy không cấm trong lòng vừa động nguyên lai like đây là người nọ mị tộc ngàn năm không được vừa thấy tuyệt thế thiên tài thế nhưng tới dương lan thành vẫn là nổi tiếng không bằng gặp mặt thật là thiên kiêu chi tư tên kia cưỡi ở màu đen một sừng thú thân thượng tuổi trẻ nam tử đó là mị tộc nhất cụ thiên phú tu sĩ mị anh lúc trước nghe đồn Tào ngụy bên người cùng có một nữ tử nghe nói chính là mị tộc người hơn nữa thân phận có chút đặc thù, hiện giờ Tào Ngụy bị viêm hoàng hộ phát phế đi, Mị Anh tự nhiên muốn tới tìm kiếm. Thanh âm này có chút âm dương quái điều, có người cười nói, nói như thế tới là Mị Anh sợ hãi Tào Ngụy bái. Chương 632, ngươi thèm nàng thân mình, ngươi hạ tiện. Lời này vừa nói ra, Mị Anh một bên người trẻ tuổi tức khắc hừ lạnh nói, tộc của ta thiếu chủ khoảng thời gian trước đột nhiên có điều ngộ đạo, lâm thời bế quan thôi, hơn nữa ta nói cho các ngươi, ta thiếu chủ đã bán ra kia một bước, Tào Ngụy gì đó chính là cái rác rưởi. T. Trung quanh tức khắc truyền đến một mảnh hút khí lạnh thanh âm, bán ra kia một bước, cũng chính là ý nghĩa Mỹ Anh đã bước vào độ một cảnh. Phải biết rằng liền tính là Mỹ tộc cũng không mấy cái độ một, hơn nữa Mỹ Anh tự hồ mới không đến 40 tuổi đi. Khủng bố thiên phú. Mọi người trong lòng rùng mình, lại không dám làm càng, trước mặt người này rất có khả năng sẽ là tương lai trung châu bá chủ chi nhất, ai còn dám nắc tội hắn. Nhìn đột nhiên an tĩnh lại tu sĩ, tên kia người trẻ tuổi rất có một cổ dương mi thổ khí cảm giác, nhìn về phía Mỹ Anh trong ánh mắt cũng mang theo vô tận sùng bái. Tào Ngụy ngẩng đầu nhìn lại, Mỹ Anh tướng mạo giống nhau, hơi thở trầm ổn, đích xác đã vượt qua trạm kiểm soát, là một người độ một thần linh, nhưng Tào Ngụy sắc mặt cổ quái, thế nhưng có một loại có thể treo lên đánh người này ý tưởng. Bình tĩnh, nhân gia dù sao cũng là độ một cảnh, vẫn là không cần lỗ mãn. Tào Ngụy như thế báo cho chính mình, tuy rằng lập tức muốn đi mị tộc, nhưng trước đó Tào Ngụy cũng không tưởng cùng bọn họ có quá nhiều xung đột, làm việc đâu, phải có nghi thức cảm ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta không phải đã nói ta cùng mị tộc không có bất luận cái gì quan hệ sao? Hồ Tiên Nhi sắc mặt không vui, lôi kéo y tiểu nhân tay lạnh lùng nhìn mị anh. 20 năm tới ngươi hao phí tộc của ta rất nhiều tu luyện tài nguyên, chẳng lẽ tưởng xóa bỏ toàn bộ? Mị anh bên người người trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi thân là mị linh thân thể, nên có điều giác ngộ, ở ngươi trước khi chết phát huy một chút nhiệt lượng thừa, trở thành thiếu chủ đá kê chân có cái gì không tốt? Hai người nói chuyện với nhau cũng không che đậy, những lời này đều rơi vào chung quanh tu sĩ trong tai, một ít năm xưa lão sự thực mau bị phiên ra tới. Nàng này đó là tên kia Mỹ Linh thân thể. Nghe nói bị Mỹ tộc coi như Mỹ Anh Lô Đỉnh bồi dưỡng, 20 năm tới thật đúng là hao phí không ít tài nguyên, hiện giờ đến thời cơ thích hợp, nàng tự hồ đổi ý. Này cũng không trách nàng, ai cam nguyện trở thành người khác Lô Đỉnh. Khi kết quả có thể nghĩ, kết quả há là một cái thảm thiết lợi hại. Hiển nhiên Trung Châu tu sĩ đối Mỹ tộc một ít việc vẫn là có chút hiểu biết, Hồ Tiên Nhi thân là mị linh thân thể cũng không phải cái gì bí mật. Mơ mộng hảo huyền, ta đã cho gia tộc 100 vạn cực phẩm linh thạch, nếu các ngươi cảm thấy không đủ ta còn sẽ đền bù, nhưng muốn cho ta trở về, không có khả năng. Hồ Tiên Nhi thái độ kiên quyết, lạnh lùng phun ra hai chữ tới, ghê tởm. Ngươi, người trẻ tuổi khí cực, vừa muốn nói gì lại bị mị anh ngăn cản xuống dưới. Tiên Nhi, ngươi hẳn là biết ta cho tới nay đều thực thích ngươi, lô đỉnh cái này từ quá khó nghe, nếu ngươi trở về ta liền chính đại quang minh cưới ngươi quá môn, ngày sau chúng ta đó là sông tu bạn lữ mỹ anh lắc lắc đầu tự nhận là rất có khí độ khuyên người ta hợp lực tất nhiên có thể ở trung châu sông ra một phen thiên địa hồ tiên nhi hừ lạnh không nói chung quanh lại thình lình truyền đến một đạo thanh âm người đó là thích sao ta đều ngượng ngùng nói ngươi mỹ anh ánh mắt lạnh lùng thần thức vết tán mà ra muốn tìm đến nói chuyện người nọ nhưng thanh âm kia từ hư không truyền đến căn bản không có dấu vết để tìm mỹ anh không hề để ý tới nói tiên nhi nghe lời cùng ta về nhà, chúng ta cùng tu luyện, ngươi cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến giai thần đạo lĩnh vực. Ngươi đó là tưởng cùng nàng cùng nhau tu luyện sao? Ta đều không nghĩ vạch trần ngươi. Tào Ngụy thanh âm lại lần nữa vang lên, tuy rằng thanh âm từ hư không truyền ra, nhưng vẫn là chọc đến Tào Ngụy bên cạnh người một người tu sĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tào Ngụy, bởi vì Tào Ngụy miệng là ở động. Quả nhiên, có một đạo thanh âm truyền ra, so với phía trước hai câu cũng càng thêm lộ liễu. Ngươi đó là thèm nàng thân mình, ngươi hạ tiện. Ha 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 mọi người lại không thể chịu đựng được, một đám phá lên cười, một ít tu vi so thấp không dám đắc tội mị tộc tu sĩ càng là nghẹn đỏ mặt, liền phải nghẹn ra nội thương. Mị anh sắc mặt âm trầm, cả giận nói, các hạ trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì, người nếu là có ý kiến gì giáp mặt nói liền có thể. Hồ Tiên Nhi cũng là sắc mặt đỏ bừng, có chút quái âm thầm chửi bới mị anh người kia, rốt cuộc mị anh thèm chính là nàng thân mình, đương đình đám đông nàng cũng rất là nang kham. Tào Ngụy lại vô trả lời, khóe miệng ngậm cười nhìn chầm chầm mị anh, Thẳng đến vừa mới Mỹ Anh khí tức bùng nổ, Tào Ngụy lúc này mới càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, hiện giờ hắn đích xác có thể treo lên đánh Mỹ Anh, này không phải khoác lác, mà là nguyên tự trong xương cốt tự tin. Vị đạo hữu này, xin hỏi như thế nào xưng hô? Tào Ngụy bên cạnh người người nọ đáy lòng quá dị, nhỏ giọng bức bức nói, ngươi nên không phải nói chuyện người nọ đi. Như thế nào? Tào Ngụy nhướng mày, lại thấy người nọ nhỏ giọng nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng cho rằng Mỹ Anh thèm nàng thân mình. Đạo hữu cùng ta ý tưởng không có sai biệt a. À? Không phải ta, đừng nói bậy. Tào Ngụy không hề để ý tới cái này Kỳ Ba, ngược lại nhìn về phía giữa sân, bị chính mình chọc giận sau Mị Anh không có kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Tiên Nhi, chúng ta vốn là cùng tộc, hà tất nháo đến nước này? Mau trở về, miễn cho người khác chê cười." "Không có khả năng." Hồ Tiên Nhi cự tuyệt, đẩy ra đám người liền phải rời đi. Mị Anh trong mắt hiện lên một tia hung ác, đối với bên người người trẻ tuổi sử một cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, trực tiếp phi thân mà ra, hướng tới Hồ Tiên Nhi ôm đồng đi một khi đã như vậy chỉ có thể tới cường. Người trẻ tuổi tu vi thánh tôn, một trảo chọc tới hơi thở khủng bố, đám người đẩy ra, Hồ Tiên Nhi sắc mặt đại biến, nàng bất quá hợp đạo cảnh, căn bản vô lực phản kháng, một bên y tiểu cũng là bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngốc tại tại chỗ không biết làm sao. Làm càng. Hư không một tiếng gầm lên, chợt có một đạo lôi quang hướng quá, trực tiếp đem người trẻ tuổi bổ cái ngũ lôi oanh đỉnh toàn thân biến thành màu đen bốc khói, hắn nháy mắt gặp đại kiếp nạn, nằm ở nơi xa không có hơi thở. Mị anh sắc mặt khó coi, dám đảm đương hắn mặc động thủ hạ của hắn, thật sự là chán sống rồi. Không biết sống chết, lăn ra đây. Mị Anh giận dữ, độ một ác chế hơi thở tứ tán mà ra, đầu đường tu sĩ các biến sắc, nháy mắt rời đi khu vực này, trừ bỏ Tào Ngụy. Thật can đảm. Mị Anh tâm sinh sát ý, đứng ở đầu đường mặt mang quỷ minh mặt nạ nam tử cho hắn một loại nắm lấy không ra cảm giác, hiển nhiên phía trước trò khôi hài cùng người này phân không ra quan hệ. Nhưng còn không đợi Mị Anh ra tay, Tào Ngụy liền động, hắn trực tiếp dừng ở hồ tiên nhi nhị nữ bên cạnh người, tùy tay kéo xuống Mỹ Anh uy ác, đem hai người đưa vào tinh thần giới. mị Anh đồng tử hơi co lại, Hồ Tiên Nhi hơi thở biến mất, làm hắn vừa kinh vừa giận, ngươi đem Tiên Nhi giấu trong nơi nào. Ký lời nói thật nhiều, nếu chính ngươi tìm tới môn, ta đành phải trước tiên nhận lấy. Tào Ngụy thân như quỷ mị, khi hư khi thật làm Mỹ Anh trong lòng đại chấn, hắn còn không có thăm dò rõ ràng Tào Ngụy chi tiết liền gặp đòn nghiêm trọng, có một đạo lôi quan dị thường đột ngột từ hư không xuất hiện, đem hắn từ một sừng thú thượng tạc xuống dưới. Máu tươi vẩy đầy đầu đường, một sừng thú hóa làm một đống thịt khối, máu loãng bắn tung tóe tại mị anh trên người, thêm nửa vài phần lệ khí. Chương 633, bắt sống. Ngươi rốt cuộc là ai? Mị anh trong lòng đại chấn, tào ngụy tuổi không lớn rồi lại như thế thủ đoạn, hắn sợ đắc tội mổ vị thiên kiêu, cấp mị tộc treo chọc tới cường đại địch nhân, hành sự rất là câu thúc, không dám đối tào ngụy ra tay. Ta còn tưởng rằng ngươi không trường đầu óc. Tào ngụy cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay chụp đi, bá đạo kình khí hỗn loạn mất đi chi khí làm cho cả không gian lạnh băng xuống dưới mị anh sắc mặt đại biến chỉ có thể ra tay ngăn cản hắn giơ tay đối oanh mà đi đã sợ bị thương lại sợ thương đến tào ngụy chỉ vận dụng bảy thành thực lực nhưng liền ở mị anh tiếp xúc đến tào ngụy chưởng ấn một cái chớp mắt hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi một khuôn mặt nghẹn cùng cái đếp khỉ giống nhau oanh mị anh thân hình bay ngược bị tào ngụy toàn lực một chưởng chụp trong cơ thể khí huyết quay cùng trực tiếp đâm đạp một mảnh phòng ốc ngươi bước ta ra tay Mị Anh không hề che giấu, Tào Ngụy thế tới rào rạc ra tay tàn nhẫn, hắn lại không ra toàn lực chỉ sợ dễ dàng ở lật thuyền trong mương, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được, liền tính đến tội thiên kiêu lại như thế nào, trẻ tuổi đánh giá thế hệ trước căn bản sẽ không để ý tới. Cầu mà không được. Tào Ngụy lại lần nữa ra tay, hắn ở thử chính mình hiện giờ chiến lực, Mị Anh tuy rằng là độn một cảnh, nhưng hắn hơi thở trôi nổi, hiển nhiên không phải chính mình làm đâu chắc đấy tu luyện đi lên, cùng chân chính độ một tu sĩ so sánh với kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, Tào Ngụy ứng phó lên cũng nhẹ nhàng đến cực điểm. Hai người lại lần nữa đối banh một chưởng, Mị Anh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã dùng ra toàn lực, nhưng tổng cảm giác chụp ở một khối thiết khối thượng, khi đau thương bất nhập cảm giác làm hắn đáy lòng trầm xuống, người này so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tào Ngụy một chân đá phi Mỹ Anh, lắc đầu nói, nếu Trung Châu Thiên Kiêu đều cùng ngươi một cái trình độ, khi này Trung Châu cùng tứ đại vực lại có gì khác nhau? Một đám nhảy nhót vai hề thôi chung quanh vây xem tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng, Tào Ngụy thân phận bọn họ đều không rõ ràng lắm, kia phó mặt lộ vẻ ngăn cách mọi người nhìn trộm, ngay cả Tào Ngụy tu vi đều ẩn tàng rồi lên, nhưng Tào Ngụy những lời này lực sát thương lại càng thêm khủng bố, đây là ở khiêu kích Trung Châu Thiên Kiêu. Cùng Tào Ngụy điệu thấp so sánh với, người này càng là kiêu ngạo a. Cũng có kiêu ngạo tư bản, ngươi không thấy được bị dự vì mỹ tộc mạnh nhất Thiên Kiêu mỹ anh đều bị áp chế suyễn không tới khí sao? Có lẽ không phải Trung Châu Thiên Kiêu nhược, mà là hắn bị anh kỹ không bằng người những lời này rơi vào mị anh trong tai hắn tức khắc lửa giận công tâm cuộc đời lần đầu tiên bị người như thế coi khinh hắn làm thiên kiêu tôn nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì mặc kệ tào ngụy ra sao thân phận hôm nay hắn liền phải cùng tào ngụy đua cái ngươi chết ta sống tưởng liều mạng tào ngụy lạnh lùng nói ngươi quá yếu một câu ngươi quá yếu hoàn toàn đánh nát mị anh tôn nghiêm hắn trống giận ra tiếng sát khí bạo trướng kinh thiên sát ý lệnh người rùng mình một đoàn ngọn lửa đột nhiên từ mị anh cái tráng thiêu đốt dựng lên hắn hơi thở tăng nhiều nâng lên nắm tay hướng tới tàu ngụy oanh sát mà đi khi trên nắm tay đồng dạng bốc lên hơi thở khủng bố ngọn lửa đây là hồn hỏa tàu ngụy kinh ngạc ra tiếng hắn nguyên anh vẫn chưa cùng tự thân dung hợp đồng dạng hắn cũng không có loại đồ vật này thấy mị anh xung phong liều chết mà đến cái loại này muốn bắt trụ mị anh nghiên cứu ý tưởng đột nhiên từ tàu ngụy trong lòng nảy sinh tàu ngụy mắt trái hồng mang hơi hơi chợt lóe cách mặt nạ người khác cũng không có chú ý tới cũng chính là lúc này mị anh đã vọt lại đây oanh lệnh người kinh ngạc chính là mị anh cư nhiên đánh hụt hắn một quyền nện ở tàu ngụy đầu bên trong hư không tàu ngụy ngay cả động đều không có động một chút sao lại thế này người đeo mặt nạ giống như không nhúc nhích đi mị anh đây là già cả mắt mờ liền người đều khóa không được có người bỏ đá xuống giếng mị anh biểu hiện đích xác có chút tạm được cùng chân chính thiên kiêu so sánh với kém quá nhiều anh nhi không cần xúc động đột nhiên trong hư không có một người lão giả lao ra thần sắc có chút khẩn trương mị anh chính là mị tộc hy vọng há có thể bị người như thế treo lên đánh giống như từ đầu đến cuối Mỹ Anh cũng chưa sờ đến Tào Ngụy một cây mau. Đột nhiên có độ một đỉnh tu sĩ xuất hiện, Tào Ngụy mày nhăn lại, nhìn Mỹ Anh liếc mắt một cái sau trực tiếp ôm đồn ở hắn đầu vai, sau đó tính cả hắn cùng nhau trốn vào tinh thần giới. Lão giả nheo mắt, nháy mắt hoảng sợ, trong chớp mắt công phu, Mỹ Anh hơi thở lại đột nhiên biến mất. Đem Mỹ Anh vây nhập ảo cảnh sau Tào Ngụy lại lần nữa xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả, tên này lão giả đang ở độ một đỉnh, hơi thở mạnh mẽ bức người, Tào Ngụy biết chính mình không phải đối thủ của hắn anh nhi đâu lão giả cả giận nói tiểu tử ngươi đây là muốn cùng toàn bộ mị tộc là địch mị tộc ha hả tào ngụy cười lạnh nói yên tâm mị anh cái này rắc rưởi không đáng ta đối hắn làm cái gì đến nỗi các ngươi mị tộc sau đó không lâu ta sẽ tự mình tới cửa bái phỏng đến lúc đó lại đem mị anh còn cho các ngươi tào ngụy nói xong liền biến mất lão giả một trận đầu đại đồng thời tâm linh không thôi người nọ có ý tứ gì tới cửa bái phỏng không biết vì sao lão giả trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất an, người đeo mặt nạ lai lịch không rõ thủ đoạn khủng bố, mang đi mị anh sau một tia hơi thở không có lưu lại, hắn chính là muốn đuổi theo cũng không biết thượng nào truy, cái này làm cho lão giả lo lắng vô cùng, sợ mị anh xảy ra chuyện, đây chính là bọn họ mị tộc hy vọng. Lão giả trốn vào hư không, lại đợi ước chừng ba cái canh giờ lại vẫn như cũ không thấy người đeo mặt nạ xuất hiện, nản lòng thoái chí hạ lão giả chỉ có thể trở về gia tộc, không có bảo vệ tốt mị anh, gia tộc phỏng chừng sẽ bạo nộ. Ở lão giả rời đi Dương Lan Thành sau, hôm nay phát sinh chuyện này cũng lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người đều biết Mỹ Anh bị một người thần bí người đeo mặt nạ bắt đi, còn tuyên bố muốn tới cửa bái phỏng Mỹ tộc, cái này làm cho một ít người hiểu chuyện hứng thú tăng nhiều. Đầu đường trong đám người đạm đài Nguyệt Hòa Ly Nặc thiến liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau khiếp sợ. Khi trương quỷ minh mặt nạ bọn họ vô cùng quen thuộc, Tào Ngụy không phải bị viêm hoàng hộ phát phế đi sao? Như thế nào sẽ em đẹp xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa từ Tào Ngụy hơi thở xem ra, hắn hiện giờ đã không phải nhân đạo cái kia tồn tại tào ngụy ba người đi ở thần vượng đại trong rừng rậm dọc theo đường đi yêu thú đều tự hành thối lui cái này làm cho hồ tiên nhi cùng y tiểu nghi hoặc không thôi ta không phải đáp ứng muốn giúp ngươi giải quyết mỹ tộc sự sao bất quá trước đó ta còn phải tìm cái giúp đỡ tào ngụy một bên cười một bên nhìn về phía cách đó không xa cao phong ở hai tòa núi lớn chi gian thông đạo chỗ sâu trong có một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện nhị nữ hoa dung thất sắc vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm lão thần vượng khủng bố hơi thở làm các nàng khó có thể di động chỉ có thể dựa vào bản năng gắt gao bắt lấy Tào Ngụy. Đây là ta nói giúp đỡ. Tào Ngụy cười nhìn đi vào phụ cận lão thần vượng, nó đã thu liễm hơi thở, trừ bỏ thân hình khổng lồ, lại vô hơi thở lộ ra, Hồ Tiên Nhi y tiểu cả người đều ngây dại, đặc biệt là đương các nàng nghe được lão thần vượng nói chuyện khi, càng là kinh hải há to miệng. Đại nhân, tùy thời đều có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Thần vượng mở miệng, ngữ khí cung kính. Đa tạ. Tà. Tào Ngụy trương tay đem thần vượng mang nhập tinh thần giới, vẻ mặt ý cười nhìn Hồ Tiên Nhi. Chương 634, Mộng hồi thiên cổ, đệ tứ càng. Hồ Tiên Nhi giật mình tại chỗ, trong mắt toàn là cảm động, nàng không nghĩ tới lúc trước Tào Ngụy thuận miệng ưng thuận hứa hẹn tới rồi hiện giờ còn nhớ thương. Cảm ơn ngươi. Nếu ngươi cảm giác không có gì báo đáp nói có thể lựa chọn lấy thân báo đáp. Vi diệu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, Hồ Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo y tiểu lắc mông nghênh ngang mà đi. Tào Ngụy mang mặt nạ ở Dương Lan Thành Hoa 30 vạn cực phẩm linh thạch mua một con thuyền loại nhỏ chiến thuyền, đoàn người rốt cuộc bước lên đi trước mị tộc đường xá mà quảng thành vẫn như cũ còn đang bế quan bên trong quảng thành ở không gian hắc động nội chỉ cần hắn lĩnh ngộ không gian phát tắc tiếng giai tam tài thần cảnh lúc ấy dựa vào tàu ngụy lưu lại hơi thở liền có thể trực tiếp xé rách hư không đi vào mị tộc cho nên tàu ngụy cũng không có lo lắng mị tộc chỉ có một người tam tài thần linh lão thần vượng một người liền đủ để ứng phó rồi chiến thuyền ở trên hư không trung đi tới tàu ngụy nhìn chầm chằm da dê cuốn nhìn nửa ngày này mặt trên đã tự hành diễn biến ra tiểu tây vực bản đồ này vốn chính là gia dê cuốn công năng chi nhất, bản đồ biểu hiện khoảng cách bị tộc bất quá 100 dặm. Xuyên qua này phiến núi non liền đến, tiên nhi ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, một hồi khả năng sẽ phát sinh xung đột. Tào Ngụy nhắc nhở nói, đôi mắt liếc hướng về phía hồ tiên nhi. Không có việc gì, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta đối mị tộc đã thất vọng tột đỉnh. Hồ tiên nhi thần sắc ảm đạm, hiện giờ nhắc tới đến mị tộc nàng liền tâm tình trầm trọng, nơi đó quá làm nàng thất vọng rồi. Tào Ngụy hiểu ý gật đầu, xoay người vào phòng nội, muốn tới mị tộc ít nói cũng muốn nửa ngày thời gian, hắn đơn giản nhắm mắt nhập định, nghiên cứu nổi lên linh hải trên không hai đại kỳ vật. Kim sắc kinh hãy còn chìm nổi, quan hoa minh diệt, rất là kỳ dị. Trong bất tri bất giác, chiến thuyền đã bay vào phía trước kia phiến núi non, Hồ Tiên Nhi đứng ở đầu thuyền thở dài một tiếng, trong lòng pha hụt hẫng, nàng lần đầu tiên nhìn đến này phiến núi non vẫn là dưỡng phụ mang nàng tới, hiện giờ cảnh còn người mất, dưỡng phụ qua đời, tộc nhân cũng lộ ra lệnh người chán ghét bộ mặt, Tiên nhi tỷ tỷ, này núi non giống như có thứ gì. Y tiểu nhìn chầm chầm dưới chân núi non trong mắt toàn là nghi hoặc, nàng cũng không biết kia tầng bao phủ ở nàng linh đài thượng sương mù không chịu khống chế nở rộ ra sáng rọi, có một mặt lưu quan bay ra, trốn vào hư không, theo sau lẻn vào ngầm. Hồ tiên nhi sửng sốt, không rõ y tiểu sở chỉ. Hồng đại núi non tuy nói cổ xưa rách nát, khuyết thiếu sinh cơ, nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là có yêu thú sống ở. Y tiểu hơi giật mình gật gật đầu, ánh mắt lại một lỗ trống đi xuống, hồ tiên nhi theo bản năng ôm lấy y tiểu nàng tức khắc mất đi ý thức ngã xuống hồ tiên nhi trong lòng ngực sao lại thế này bên ngoài động tĩnh kinh động tào ngụy tào ngụy nhìn hôn mê trung y tiểu thần sắc khẽ biến trực tiếp ấn ở y tiểu trắng tinh trên cổ tay linh thức nháy mắt xâm nhập thẳng vào linh đài không hề nghi ngờ nơi đó vẫn như cũ bị cuồng cuộn xương xám bao phủ chẳng qua bất đồng với dĩ vãng chính là có một mặt lưu quang bay ra liền phải rời đi y tiểu nhân thân thể có cổ quái này đoàn sương xám ở y tiểu trong cơ thể tồn tại quá dài thời gian, Tàu Ngụy không dám đại ý, trực tiếp hướng về phía Lưu Quang đuổi theo. Lưu Quang phi hạ chiến thuyền, toàn bộ vọt vào núi non, ở một mảnh thê lương thạch lâm trung vọt vào một mặt vách tường. Tàu Ngụy mày nhăn lại, tòa sơn mạch này cổ xưa vô cùng, sớm đã tồn tại không biết nhiều ít tuổi tác, nhưng nơi này một mảnh rách nát không hề sinh khí, kia mặt Lưu Quang vọt vào một mặt tàn phá vách tường sau liền không có tung tích, Tàu Ngụy chăm chú nhìn mà đi, lại kinh ngạc phát hiện này mặt trên vách tường điêu khắc thần bí đồ án một tòa cực lớn đến vô biên vô hạn cự sơn tọa lạc ở đại địa phía trên, sơn giữa sườn núi chỗ tựa hồ có thứ gì tồn tại, Tào Ngụy nhìn chăm chú nhìn lại, kia đúng là lưu quan biến mất địa phương, giờ phút này thế nhưng cũng ở phát ra mỏng manh quang mang, có bóng người ở quang mang trung nhảy lên. Trong bất tri bất giác, Tào Ngụy bị quang mang hấp dẫn, bóng người kia hình dáng càng thêm rõ ràng, thế nhưng là hai gã nam hài một người nữ hài. Trong tai có thanh thúy dễ nghe tiếng cười truyền đến, Tào Ngụy đánh cái giật mình, toàn thân rung lên, hắn ngẩng đầu hướng tới chung quanh nhìn lại, thần sắc đột nhiên đại biến thiên địa một mảnh hỗ trợ, màu xám ảm đạm trời cao lệnh người áp lực vô cùng, Tào Ngụy phóng nhãn nhìn lại, đại địa trước mắt vết thương, cảnh tượng hoảng sợ, tuy vô thay sơn biển máu khủng bố cảnh tượng, lại cũng cho người ta một loại thê lương cảm. Đây là vách tường bích họa thượng núi lớn, Tào Ngụy đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ nơi này có một chỗ thần bí bí cảnh mà chính mình trùng hợp xông vào? Từ từ ta nha. Thiếu nữ trung bạc tiếng cười vang lên, Tào Ngụy xoay người nhìn lại, dây tiếp theo lại ngây dại, kia thiếu nữ bộ dáng thế nhưng cùng y tiểu giống nhau như đúc nho nhỏ. Thiếu nữ truy đuổi phía trước hai gã nam tử mà đi, thân ảnh của nàng thực mau biến mất ở nơi xa, Tào Ngụy trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo. Thực mau, lộ đến cuối, phía trước là tuyệt địa huyền nhai, lại không thấy y tiểu nhân thân ảnh. Ô ô ô các ngươi vì cái gì ném xuống ta? Liền ở Tào Ngụy nghi hoặc là lúc, thiếu nữ tiếng khóc vang lên, tuyệt vọng mà lại bi bẻ, lệnh người thương tiếc. Nho nhỏ. Tào Ngụy thở dài một tiếng, ngồi sổng y tiểu trước mặt an ủi nói, đây là ảo cảnh, là biểu hiện giả dối, ta tới đón ngươi đi trở về. Tào Ngụy cho rằng trước mắt cái này y tiểu kỳ thật chính là từ chân chính y tiểu linh đài chạy ra kia mặt lưu quan, chỉ cần mang về là được, nhưng Tào Ngụy lại không có chú ý tới, cái này y tiểu nhân ăn mặc cực kỳ quái dị, căn bản không phải thời đại này trang điểm. Các ngươi như thế nào còn không trở lại, ô ô ô. Y tiểu tự hồ căn bản nghe không được Tào Ngụy nói chuyện, nàng nhìn chầm chầm nơi xa huyền nhai vẻ mặt bi thống, Tào Ngụy đối với nàng mà nói, liền dường như trong suốt không khí. Tào Ngụy đáy lòng trầm xuống, tính toán trước đem y tiểu mang về, nhưng đương tào ngụy chụp vào y tay nhỏ cánh tay khi, lại đột nhiên xuyên qua đi, trước mắt y tiểu vô cùng chân thật, nhưng tàu ngụy chính là chạm đến không đến. Ngoà tàu, sao lại thế này? Tàu ngụy trong lòng đại chấn, mắt phải kim mang chấp động, lại cái gì đều không thể nhìn thấu, trước mắt tên này thiếu nữ thật là chân thật tồn tại. Đây là có ý tứ gì? Y tiểu là thật sự chẳng lẽ chính mình là giả? Tàu ngụy mày nhăn lại, lại đột nhiên phát hiện y tiểu chung quanh không khí có chút quá dị, ngay cả cả tòa ngọn núi cảnh tượng đều đột biến lên, nơi xa cây non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, bất quá mấy cái hô hấp gian, đảo mắt liền trưởng thành che trời cổ thụ. Mà vẫn luôn ngồi sổn trên mặt đất khóc đề y tiểu đột nhiên ngồi xếp bằng xuống dưới, nàng tướng mạo cũng đang không ngừng biến hóa, từ non nớt đến thành thục, y tiểu nhân thân thể trưởng thành đại nhân bộ dáng, khi trương tinh xảo mỹ diễn trên mặt lại mang theo lạnh băng hơi thở. Y tiểu nhân hơi thở đại biến, càng thêm cường đại, trong nháy mắt liền bước vào thần đạo, này bất quá là ngắn ngủn mấy phút phát sinh sự, Tào Ngụy hoàn toàn ngây dại, đều không phải là sau khi lớn lên y tiểu nhân tuyệt mỹ dung nhan, mà là phát sinh này hết thảy, thật sự là quá quỷ dị. Nhưng nhưng vào lúc này, ngọn núi sụp đổ, vô số cự thạch cuồng cuộn mà rơi, cách đó không xa kia viên che trời đại thụ đột nhiên sập, bị vùi vào đá vụn bên trong, ngọn núi giải thể, những cái đó hòn đá vô pháp chạm đến y tiểu, đều bị văng ra. Chương 635, quái nhân cùng cậu. Sơn thể sụp đổ, Tàu Ngụy phi thân dựng lên, hắn huyền phù ở giữa không trung nhìn chăm chú vào y tiểu nàng hơi thở còn ở biến cường thiên nguyên độ một tam tài thiên thần đảo mắt bất quá mấy phút chi gian y keo kiệt tức bạo trướng trực tiếp bước vào tới rồi tàu ngụy vô pháp đánh giá hoàn cảnh nàng ánh mắt khép mở gian có khủng bố cảnh tượng phát sinh toàn bộ sơn thể cũng vào giờ phút này nơi đây tan rã y tiểu ngồi xếp bằng ở trên hư không trung nàng dưới chân hóa thành một mảnh tự thạch đôi tàu ngụy lúc trước không có chú ý tới ở sụp đổ sơn thể trung thế nhưng có một tòa điện phủ rơi xuống ra tới nó đã giải thể đổ nát thê lương rơi rụng các nơi có một mặt vách tường thình lình đứng ở phế tích bên trong kia mặt trên khắc đồ làm tàu ngụy mày nhíu lại nhăn khắc đồ là mơ hồ vô pháp thấy rõ như là bị cái gì che mắt thiên cơ giống nhau tàu ngụy ngược lại đem tầm mắt đặt ở y tiểu trên người từ đầu đến cuối nàng đều không có xem tàu ngụy liếc mắt một cái nhưng nhưng vào lúc này y tiểu hướng tới tàu ngụy nơi hư không nhìn lại trong ánh mắt lại mang theo một tia hoang mang nàng nhìn chằm chằm dưới chân cung điện hài cốt thở dài ngược lại ngẩng đầu nhìn lại khi trời cao thượng mây cuộn mây tan có mặt danh pháp tắt buông xuống mở ra một cái thần bí thông đạo, là một phiến toàn thân đen nhánh đồng chất môn hộ. Y tiểu không có do dự, gót sen nhẹ nhàng, ngay lập tức vạn dặm, thân ảnh thực mau liền biến mất ở môn hộ nội, Tào Ngụy trong lòng giật mình, nếu cái này y tiểu thật là y tiểu nhân một sợi hồn phách biến thành, Tào Ngụy tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng rời đi. Nhưng liền ở Tào Ngụy vừa mới bước ra hai bước khi, trời cao rung lên, môn hộ mục nhiên biến mất. Ngoạ Tào. Tào Ngụy tức khắc trợn tròn mắt, này ni ma có ý tứ gì? Không cho chính mình qua đi liền ở tàu ngụy vô ngữ là lúc đá vụn phế tích hạ đột nhiên chớp động quang mang tàu ngụy cúi đầu nhìn lại không cấm khóe miệng vừa kéo những cái đó đá vụn hạ tựa hồ có thứ gì muốn ra tới quả nhiên một bàn tay từ đá vụn khoảng cách dò xét ra tới sau đó cánh tay thân thể thẳng đến người kia hoàn toàn bò ra tới khi tàu ngụy vẫn như cũ nhịn không được khóe miệng run rẩy hắn đầu không thấy mặt trên mặt trên hướng tả đó là hữu dưới nền đất có thanh âm truyền ra một đạo hắc ảnh chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt dừng ở bóng người dưới chân, này chỉ lông tóc ngăm đen mượt mà chó đen, khóe miệng ngậm một viên nam nhân đầu. Nam nhân tóc về phía sau thúc khởi, giờ phút này có chút phẫn nộ nói, nói bao nhiêu lần đây là bổn tọa đầu, không phải món đồ chơi, mau cho ta an trở về. Chó đen phát ra trầm thấp gầm rú, ánh mắt lạnh lẫm nhìn chầm chầm trời cao tàu ngụy, nam nhân trong mắt vừa chuyển, hiện lên một mặt nghi hoặc. Nhanh lên. Nam nhân thúc giục, chó đen nhảy lên bóng người phía sau lưng, đem đầu đặt ở trên cổ, nhưng nó đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chầm vào tào ngụy đầu cùng cổ gian dấu vết thực mau biến mất hai người hoàn toàn hóa thành nhất thể tào ngụy mày nhăn lại hướng tới quái nhân nhìn lại tào ngụy từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình ở mỗi một chỗ ảo cảnh đáng tiếc mắt vàng vô pháp nhìn thấu nhưng y tiểu nhân xác vô pháp nhận thấy được chính mình chỉ là này quái nhân cùng chó đen có điểm quái gì lại có người đi ai ta nói các ngươi gấp cái gì nên tới sớm hay muộn sẽ đến một đám đi không phải chịu chết sao có thể hay không giống ta giống nhau thành thục gâu gâu chó đen rít gào hai tiếng tự hồ tỏ vẻ tán đồng. Thôi, nếu nơi đây đã hủy, Linh Căng không ở, cậu nhi, chúng ta cũng nên lên đường. Nam nhân thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Ngụy, trong mắt lại hiện lên một mặt tan thương, hắn nhìn chầm chầm Tào Ngụy thật lâu không nói, nói lên đường, lại cũng không nhúc nhích. Quái thay quái thay. Tào Ngụy mày nhăn lại, dừng ở nam nhân cách đó không xa, ngưng thanh nói, vãn bối vô tình xâm nhập, còn thỉnh tiền bối báo cho, lúc trước tên kia nữ tử đi nơi nào. Gâu gâu. Chó đen lại lần nữa rít gào tự hồ đối tào ngụy cực kỳ kiên kỵ. Nam nhân thở dài một tiếng, ngón tay không ngừng véo động, thực mau hắn lộ ra trầm tư, khiếp sợ nhìn tàu ngụy, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi đi lầm đường, này không phải ngươi nên tới địa phương. Nói, hắn hướng tới tàu ngụy giơ tay một lóng tay điểm đi. Tàu ngụy vô pháp phản kháng, chỉ thấy đến phía sau một đạo lốc xoáy hiện lên, thế nhưng trực tiếp đem hắn nuốt hết trong đó, xuyên thấu qua lốc xoáy. Tào Ngụy nhìn đến quái nhân cùng chó đen song song đạp thiên mà thượng, hắn tự hồ ở nói nhỏ, nói chút cái gì? còn không đến thời điểm. Lốc xoáy tiếng rít chói tai, Tà Ngụy không có nghe rõ người nọ lại nói gì đó, trong mắt cảnh tượng đột nhiên đại biến, vẫn như cũ là hồng đại núi non, kia tòa cự sơn còn ở, giữa sườn núi thạch đôi vẫn như cũ lập một mặt vách tường. Khắc đồ cũng ở, nhưng giờ phút này lại đột nhiên mơ hồ, Tà Ngụy giấu đi vạn đồng thần mắt cùng kim đồng, không thêm vào linh lực nói lại chỉ có thể nhìn đến một mặt bình thường vách tường, cũng không có khắc đồ tồn tại. Nhưng nhìn kỹ đi khi vách tường có lâm vào mơ hồ bên trong. Nơi này thực cổ quái, cái kia quái nhân cùng cẩu thế nhưng ở ảo cảnh trung có thể nhìn đến chính mình bọn họ trên người khẳng định cất giấu nghe rợn cả người bí mật hơn nữa cái kia quái nhân tu vi tào ngụy căn bản nhìn không thấu tào ngụy nhớ kỹ này phiến thạch lâm nhưng hiện giờ hắn tu vi quá thấp chịu bổn nhìn không thấu này sau lưng bí mật chỉ có thể từ bỏ việc cấp bách vẫn là đi xem y có chút không có xảy ra chuyện hồ tiên nhi đã sớm ở bông tàu thượng nôn nóng không thôi y tiểu đột nhiên hôn mê ngay cả tào ngụy ở nhảy vào núi non sau đều không thấy nàng trong lòng hoảng loạn không thôi còn chưa bao giờ đối mặt quá như thế quỷ dị sự. Ta đến xem. Đột nhiên, Tào Ngụy nâng dậy y tiểu, không nói hai lời trực tiếp đem linh thức tham nhập linh đài, kia đoàn sương xám vẫn như cũ tồn tại, nhưng làm Tào Ngụy kinh ngạc chính là lúc này sương xám thế nhưng loãng rất nhiều, xuyên thấu qua sương xám Tào Ngụy thế nhưng có thể nhìn đến y tiểu nhân linh hồn. Mà những cái đó sương xám sở dĩ sẽ biến loãng Thế nhưng là bởi vì chúng nó đang không ngừng hóa thành tinh thuần hồn lực, bị y tiểu hấp thu. Y tiểu hiện giờ tu vi quá thấp, hấp thu như thế cự lượng hồn lực thân thể của nàng căn bản không chịu nổi tào ngụy trực tiếp ở y tiểu linh đài thượng bày ra đại trận làm hồn lực một tia một sợi thông thả tiến vào y tiểu linh hồn cũng coi như là ức chế ở quả nhiên không bao lâu y tiểu liền tỉnh lại nàng vẽ mặt mê man nhìn tào ngụy đãi nàng sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên vẻ mặt mất mát nói nhỏ nói ta cảm giác giống như mất đi cái gì tào ngụy trong lòng thở dài an ủi nói về sau sẽ làm rõ ràng ngươi trước thích ứng những cái đó hồn lực ta cảm giác ngươi muốn một bước lên trời y tiểu nghe lời gật gật đầu nhưng vào lúc này hồ tiên nhi đứng lên không bao lâu chiến thuyền dừng lại tựa hồ đụng vào thứ gì tào ngụy mắc phải kim mang chợt lóe thấy được bố trí ở trên hư không trung rậm rạp trận văn mị tộc tới rồi ha hả hồ tiên nhi âm chắc chắc tiếng cười đột ngột vang lên tào ngụy đem y tiểu đưa về tinh thần giới cũng dặn dò nhị người hói đầu hảo sinh chăm sóc hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước đại trận bị mở ra mấy đạo hơi thở cường thịnh tu sĩ đạp không mà ra bọn họ vẽ mặt cổ quái chi sắc nhìn chằm chằm tào ngụy cùng hồ tiên nhi nhìn lại xem rồi lại lắc đầu thở dài hồ tiên nhi ngươi trông cậy vào người này có thể giúp ngươi thoát ly mị tộc chương 636, trăm quảng thành xuất quan nói chuyện người này độ một tu vi cùng còn lại vài tên mị tộc giống nhau đều là trụ cột vững vàng tồn tại bọn họ cũng không như thế nào chú ý người trẻ tuổi sự cho nên liền tính tào ngụy không có mang mặt nạ bọn họ vẫn như cũ không có thể nhận ra đến nỗi mị anh bọn họ tuy rằng biết thần bí mất tích lại căn bản vô pháp cùng tào ngụy liên hệ ở bên nhau hiện giờ cũng coi như là khí ở trong lòng, quyền cho là đối tàu ngụy mấy người phát tiết. Hiện tại nói vài thứ kia còn có cái gì ý tứ, ta muốn đi gặp tộc trưởng, giải quyết chuyện này. Hồ Tiên Nhi thần sắc đạm mạc, tuy rằng đối mặt một chúng đã từng quen thuộc tộc nhân, nhưng đã là tâm như nước lặng, hoàn toàn buông xuống. Ha hả kia liền đến đây đi. Mỹ tộc tu sĩ không biết tàu ngụy lai lịch, thấy hắn bất quá là thiên nguyên tu sĩ liền không hề để ý tới, trực tiếp mang theo ba người tiến vào hộ sơn đại trận. Mọi người một đường đi qua, Hồ Tiên Nhi nhìn quen thuộc địa phương trong lòng không khỏi có chút chua sót, này phiến tộc địa cho nàng quá nhiều sung sướng, đồng thời cũng có chua sót thất vọng. Nàng đem mỹ tộc nhân trở thành người nhà lại có thể như thế nào, bọn họ chẳng qua muốn lợi dụng Hồ Tiên Nhi mỹ linh thân thể thôi. Tào Ngụy một đường không nói gì, thực mau liền tới tới rồi chủ điện, cao đường ngồi tên kia lão giả tự như đã sớm đoán được Hồ Tiên Nhi sẽ đến giống nhau, chờ đã lâu. Tiên Nhi, khi cách nửa năm, hồi lâu không thấy. Lão giả mở miệng, ánh mắt trung lại mang đi một tia tiếc nuối tiết hận, giống như hắn cũng không nghĩ nháo đến như vậy đồng ruộng giống nhau. Tộc trưởng, nhiều lời vô ích, ta nếu tới, vậy thuyết minh không sợ các ngươi uy nghiêm, ta cùng mị tộc, nên làm kết thúc. Hồ Tiên Nhi cũng không chần chờ, trong khoảng thời gian này nàng đã suy xét rõ ràng, cùng với làm người lô đỉnh bị người lợi dụng, dù cho sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được càng cường thực lực, nhưng cùng tự do so sánh với, nàng càng thích từng bước một tới. Hồ Tiên Nhi không nghĩ trở thành người khác biến cường công cụ, lô đỉnh ý nghĩa cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng. Cũng thế cũng thế, lão giả cúi đầu nhìn xuống trong điện mọi người, mỹ tộc còn lại độn một tu sĩ tất cả đều thực thức thời rời đi chủ điện, chỉ còn tào ngụy mấy người. Hồ Tiên Nhi nhìn lão giả không tự giác có chút trung rẩy, từ trên người hắn tự nhiên mà vậy toát ra tới hơi thở làm nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Tào Ngụy rắc linh lực hộ chướng, Hồ Tiên Nhi lúc này mới như trút được gánh nặng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi, từ nay về sau cùng mỹ tộc lại không có bất luận cái gì liên quan. Lão giả lắc đầu tiếc hận, làm Hồ Tiên Nhi hơi hơi sửng sốt, bất quá hồ tiên nhi không có đa tạ ông quyền nói câu đa tạ thành toàn sau xoay người hướng tới ngoài điện đi đến chẳng qua mấy ngày trước đây dương lan bên trong thành tìm anh nhi gây hấn gây chuyện người nọ nói vậy tiên nhi cũng nhận được ở ngươi trước khi rời đi không cảm thấy yêu cầu cho ta một công đạo sao lão giả thái độ đột nhiên chuyển biến cặp kia con ngươi tản mắt ra sắc bén ánh sáng lạnh lùng nói anh nhi một ngày không trở về ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi hồ tiên nhi biến sắc bị tộc tộc trưởng hơi thở bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn trong đại điện không khí phản phất động lại giống nhau, nàng mại động nện bước tư thế cũng dằn co xuống dưới, thân hình căn bản vô pháp nhúc nhích. Ngay cả lời nói đều nói không được. Mỹ tộc tộc trưởng đây là không cho Hồ Tiên Nhi cơ hội, muốn đem nàng mạnh mẽ lưu lại. Tào Ngụy khóe miệng một câu, hắn đã sớm nhìn đến này lão tặc không an cái gì hảo tâm, hắn tuy rằng vừa mới bắt đầu che giấu thực hảo, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong tham lam cùng mơ ước lại bị Tào Ngụy xem rõ ràng. Khi đại biểu một loại cảm xúc, hưng phấn, kích động, còn có dục vọng. Tào Ngụy cười lạnh ra tiếng, nói, các hạ lưu lại tiên nhi sợ không phải cho ngươi kia phía sau lưng làm lô đỉnh, là chính ngươi tưởng đột phá công cùng xiền xích, tìm kiếm tuổi trẻ máu tới đánh vỡ kia đạo trạm kiểm soát đi. Đến nỗi mị Anh chết sống, có lẽ cũng không phải trọng điểm. Mị tộc tộc trưởng ánh mắt đột nhiên âm lãnh, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tào Ngụy, dần dần nheo lại hai mắt, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Tên này tuổi trẻ thiên nguyên tu sĩ không những xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, càng là không sợ hắn đường đường tam tài thần cảnh uy ác, đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, đừng nói thiên nguyên cảnh, hắn ác bách liền tính là độn một đỉnh tu sĩ đều chịu không nổi. Người này trên người, có cổ quái. Mị tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, hắn đơn giản không hề ngụy trang, ở nhà mình địa bàn, hắn còn sợ cái gì? Người trẻ tuổi thật sự là tâm tư kín đáo, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Mị tộc tộc trưởng cười nói, nhưng thì tính sao, ở trong mắt ta các ngươi bất quá là con kiến giống nhau tồn tại, tùy tay liền có thể hủy diệt, ngươi chính là đã biết, lại có thể như thế nào? Hồ Tiên Nhi, Ngươi thân là mỹ linh thân thể lại không có chính mình giác ngộ, ta đối với ngươi thực thất vọng, vẫn là không cần chống cự hảo. Mỹ tộc tộc trưởng duỗi tay hướng tới Hồ Tiên Nhi chọc tới, một đạo thật lớn hư ảo bàn tay tự cao đường dò ra, lệnh Hồ Tiên Nhi sắc mặt đại biến, nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía tàu Ngụy. Không cần Hồ Tiên Nhi nhắc nhở, tàu Ngụy đã sớm động, hắn trong mắt ánh sao tất lộ, tịnh chỉ thành kiếm một lóng tay điểm đi, này chỉ mang theo vô tận kiếm ý, bắn ra một đạo kiếm mang, đâm thẳng mỹ tộc tộc trưởng bàn tay. Oanh. Một kích dưới, đại điện chấn động, bàn tay bị dừng lại, kiếm mang lại hoàn toàn phá tán, Tào Ngụy bay ngược mấy bước ổn định thân ảnh, đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy hắn hiện giờ tu vi trực diện tam tài thần linh hiển nhiên có chút cố hết sức, căn bản không phải đối thủ, nhưng kiếm chỉ uy lực cực cường, nếu là hơn nữa thần phạt cùng mất đi chi khí, đang âm thầm ra tay khó tránh sẽ cho tam tài tu sĩ bị thương nặng. Một phen thử sau, Tào Ngụy đối thực lực của chính mình cũng có nhất định hiểu biết. Nhưng thương đến tam tài, nhưng hiển nhiên không địch lại mỹ tộc tộc trưởng thấy bàn tay bị ngăn lại trong lòng tức khắc phiên nổi lên sóng to gió lớn đứng ở trong đại điện người nọ chính là một người thiên nguyên cảnh nếu đổi làm cùng cảnh hắn còn có thể lý giải nhưng thiên nguyên cảnh thật sự làm hắn hoàn toàn chấn kinh rồi người này không thể lưu suốt đầu liền phải trả giá suốt đầu đại giới mỹ tộc tộc trưởng sát tâm đã khởi trở tay đẩy bàn tay lại lần nữa chụp tới nhưng tào ngụy lại không nhúc nhích khóe môi treo lên một mặt cười đạm nhiên nhìn bàn tay triều chính mình chụp tới lại thờ ơ mỹ tộc tộc trưởng đáy lòng lột một một chút đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường một vừa hai phải đi đột nhiên trong đại điện hư không một trận vặn vẹo không gian pháp tắt ở đang chéo hóa thành một đạo màu đen môn hộ cùng với thanh âm này truyền ra một người thoạt nhìn cùng tào ngụy giống nhau tuổi trẻ nam tử một bước bước ra tùy tay vung lên trực tiếp đem kia bàn tay to chụp tán mỹ tộc tộc trưởng trong lòng hoảng hốt từ quảng thành trên người hắn cảm giác được đáng sợ hơi thở người này cùng hắn giống nhau đều là tam tài thần cảnh ngươi là người phương nào đây là tộc của ta Trung Việt, còn thỉnh các hạ không cần trộn lẫn. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Mỹ tộc tộc trưởng cảnh cáo, lại nhìn đến Quảng Thành lạnh nhạt cười nhạo. Ngươi nhưng thật ra nói nói, như thế nào cái thiêu pháp? Nói nhảm cái gì, giết. Tào Ngụy đạm mặt ra tiếng, một người tam tài thần linh, ở trong mắt hắn nếu là không có giá trị lợi dụng hoặc là đối chính mình tồn tại uy hiếp, kia liền giết. Quản Thành lạnh lùng nhìn Mỹ tộc tộc trưởng, hắn đã tiếng giai tam tài thần cảnh, liền tính phóng nhãn Trung Châu cũng là một phương cường giả, lúc này Quảng thành người mang vô địch khí khái được đến tàu ngụy mệnh lệnh sau bay thẳng đến mị tộc tộc trưởng một tay ấn xuống không gian pháp tắc ở Quảng thành thủ hạ lưu chuyển trực tiếp đem mị tộc tộc trưởng đưa tới một chỗ thần bí không gian nội chương 637, trăm công nhị người hói đầu mỹ tộc tộc trưởng trong lòng kinh hải kinh hồn chưa định nhìn đột nhiên đặt mình trong dị chỗ Quảng thành cùng hắn giống nhau bọn họ đã không ở chủ điện nội chật 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 vẫn là bổn tộc thiên phú thần thông dùng tốt nơi này chính là giết người cướp của tuyệt hảo nơi ăn xong tam tài hoa quả sau quản thành nguyên bản bởi vì thủy long tàn hồn áp bách huyết mạch chi lực đột nhiên thức tỉnh thế nhưng là từ linh hồn thẩm thấu ra thần bí pháp tắc diễn biến thành bọn họ hắc long tộc thiên phú thần thông đây là một môn đáng sợ bí thuật có thể đem bất luận cái gì trình tự sinh linh mạnh mẽ đưa tới một chỗ thần bí không gian nội liền tính là thiên thần cũng vô pháp nghịch chuyển đến nỗi mang tiếng vào sau đánh thắng được không đó chính là lời phía sau ngươi đến tục cùng là ai thẳng đến lúc này sống tiếp cận một vạn năm mỹ tộc tộc trưởng rốt cuộc sợ hãi hắn thần hồn vô pháp nhìn thấu cái này không gian hắn có chút hoảng sợ tự nhiên là lấy tánh mạng của ngươi người quảng thành cười lạnh xuất quan sau trận chiến đầu tiên rốt cuộc bắt đầu rồi chủ điện nội bị tộc tộc trưởng cùng quảng thành hơi thở đột nhiên biến mất làm hồ tiên nhi kinh ngạc không thôi nhưng lại nghe đến tào ngụy nói đi rồi quảng thành sẽ xử lý tốt về sau ngươi liền không cần lo lắng mị tộc người lại đối với ngươi dây dưa không rõ tào ngụy duỗi tay vung lên đem nửa chết nửa sống mị anh ném ra tới hắn ở tinh thần giới bị nhị người hói đầu thu thập thương tích đầy mình thân thể hỏng mất đồng thời tinh thần cũng hỏng mất giờ phút này hai mắt thất thần nghiễm nhiên một bộ suy si ngốc bộ dáng tào ngụy mày một chọn không nghĩ tới nhị người hói đầu nguyên lai thâm tàn bất lộ còn có thể đem một người độn một tu sĩ khi dễ thành như vậy bộ dáng ngay cả hồ tiên nhi đều có chút dạy ra bị anh rốt cuộc đã trải qua cái gì bất quá này hết thảy đều cùng nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ hồ tiên nhi tin tưởng quảng thành càng tin tưởng tào ngụy cảm ơn ngươi Hai người đi ra chủ điện, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều mỹ tộc tu sĩ, tiểu đạo trảm linh hợp đạo bình thường tộc nhân, lớn đến thiên nguyên độ một các trưởng lão, bọn họ không một không nhíu mày nhìn chầm chầm hai người, nhưng không có tộc trưởng mệnh lệnh đều không có ngăn trở hai người. Thực mau, tào ngụy hai người liền rời đi mỹ tộc, ngay cả tào ngụy đều cảm thấy có chút vô ngữ, nguyên bản đem thần vượng kêu tới chính là lo lắng mỹ tộc không ngừng một người tam tài tu sĩ, nhưng hiện giờ xem ra vẫn là tào, đánh giá cao mỹ tộc. Cũng khó trách liền tính ra mỹ anh như vậy thiên tài, nhưng Trung Châu những cái đó thế lực lớn vẫn như cũ không đem mị tộc để vào mắt, nguyên lai mị tộc nội tình cũng liền như vậy, bọn họ đích xác có chút nhược. Đương nhiên cũng là tương đối mà nói. Tào Ngụy đứng ở kết giới ngoại nhìn chằm chằm mị tộc tộc địa sờ soạn cầm, linh thức cấp tốc khuếch tán mà đi, thực mau liền tìm tới rồi Tào Ngụy thích nhất đồ vật. Linh mạch. Nếu đã trở mặt, kia Tào Ngụy tự nhiên không có gì thương hại chi tâm, tổng không thể đến không một chuyến đi, tốt xấu cũng muốn thu điểm lợi tức. Người đứng ở nơi đây không cần đi lại, ta đi một chút sẽ về tào ngụy đem nhị người hói đầu hô ra tới hắn vừa thấy đến hồ tiên nhi liền hai mắt tỏa ánh sáng thề sẽ bảo vệ tốt hồ tiên nhi tào ngụy lúc này mới yên tâm cấp tốc phá vỡ mà vào không gian hắc động lặng yên không một tiếng động tiến vào mỹ tộc hộ sơn đại trận mỹ nhân nhi ta kêu nhị người hói đầu ngươi như thế nào xưng hô nhị người hói đầu vùng vẫy thịt cánh bày ra một cái rất tuấn tú tư thế hướng về phía hồ tiên nhi dơ dơ lên hắn không tồn tại mày hồ tiên nhi hồ tiên nhi có chút vô ngữ đi theo tào ngụy bên người đều là cái gì như thế nào một con không mau gà tây đều có thể miệng phun nhân ngôn nhị người hói đầu tự nhiên không biết hồ tiên nhi trong lòng suy nghĩ mà là vẫn luôn siêng năng tự quyết định làm hồ tiên nhi mãn não hắc tuyến a à, thần bí không gian nội bị tộc tộc trưởng rốt cuộc tao không được quản thành oanh sát ở hết thảm một tiếng sau toàn bộ thân thể tạc nứt hóa thành một mảnh huyết vũ linh hồn của hắn hóa thành từng đạo quan điểm dung nhập mỗi một giọt trong máu nhưng như cũ vô pháp thoát đi đi ra ngoài quản thành tự nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn lập tức một chưởng chụp được, ma diệt mị tộc tộc trưởng kéo dài hơi tàn thần hồn. Rốt cuộc giải quyết. Có thể nói là nhẹ nhàng đến cực điểm, thức tỉnh rồi thiên phú thần thông quản thành thực lực chi cường, thế nhưng ác qua tam tài đỉnh mị tộc tộc trưởng. Cái này làm cho quản thành kiêu ngạo không thôi, hắn đường đường hắc long tộc, tự nhiên so nhân tộc cường đại rất nhiều. Đại nhân đâu? Không gian chấn động, quản thành xuất hiện ở hồ tiên nhi cách đó không xa, cái này làm cho nguyên bản thần thái sáng láng nhị người hói đầu đột nhiên tiết khí cùng bị sương đánh cà tím giống nhau ủ rũ cục đuôi. Hắn bị quản thành khi dễ đủ thảm. Tào Ngụy nói hắn có việc muốn làm, làm ta ở chỗ này chờ hắn. Hồ Tiên Nhi cùng nhị người hói đầu đã sớm về tới chiến thuyền, nhưng đi qua mau một canh giờ, Tào Ngụy vẫn như cũ không có ra tới. Không có việc gì, yên tâm liền hảo. Quản thành đối Tào Ngụy tự nhiên tin tưởng mười phần, sẽ không lo lắng cái gì, nhưng là hắn tò mò lại là nhị người hói đầu, lúc này nhị người hói đầu tuy rằng như cũ cả người bóng loáng, nhưng ở nó trên đầu lại trường hai căn cực kỳ xinh đẹp linh vũ. Long ca, tiểu nhân ăn sai rồi, đừng như vậy nhìn chầm chầm ta, ta còn nhỏ, sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bị tộc tộc địa đột nhiên truyền đến từng đợt kinh tủng tiếng kêu, cùng với tào ngụy một bước bước ra, những cái đó tiếng kêu càng là tràn ngập hoảng loạn. Không tốt, tộc trưởng hồn đèn tắt. Cái gì? Sao núi sụp đổ linh mạch không thấy? Những lời này rơi vào hồ tiên nhi quảng thành trong tai, bọn họ không cấm khóe miệng dương lên, vô luận khi nào, tào ngụy đối linh mạch nhiệt ái thật đúng là chưa bao giờ biến quá hảo đi thôi chuyện ở đây xong rồi tào ngụy nhìn hồ tiên nhi liếc mắt một cái bước lên chiến thuyền nghênh ngang mà đi hồ tiên nhi đáy lòng thở dài một tiếng nàng biết phân biệt liền ở trước mắt nàng không nghĩ lưu lại trở thành tào ngụy gánh nặng nhị người hói đầu ngươi lại trường mau tào ngụy kinh dị một tiếng nhìn chằm chằm nhị người hói đầu trên đầu hai căn màu sắc rực rỡ linh vũ hai mắt sáng lên đại ca đại ca đại gia a à. đừng đừng như vậy, ngươi lại rút ta liền phế đi a, à, ô ô ô. Nhị người hói đầu bị Tào Ngụy hoảng sợ, trực tiếp ôm Hồ Tiên Nhi đùi nút ở phía sau phương, cả người run rẩy, nhưng Hồ Tiên Nhi mặt đều đen. Thằng nhãi này hẳn là công, hắn đây là ở ăn chính mình đậu hủ. Ta cũng rất tò mò, vì sao trên người của ngươi địa phương khác không dài mau, liền trên đầu một cây một cây trường. Tào Ngụy cũng không có lại rút, kỳ thật cũng liền rút quá một lần, nhưng làm nhị người hói đầu đến nay nghĩ mà sợ. Đại ca, thành thật cùng ngươi nói, ta huyết mạch ở tiến hóa, chỉ cần ta mọc ra bốn căn linh vũ, là có thể trực tiếp tiến giai thiên thần cảnh đến lúc đó đừng nói trường mau, ta đều có thể hóa hình thành nhân. Nhị người hói đầu không dám qua loa, đem thân thể tình huống thành thật công đạo. Cái này ngay cả hắc long tộc quản thành đều có chút giật mình, bốn căn linh vũ là có thể tiến giai thiên thần. Ni ma, này không phải ở nói dẫn đi. Tào Ngụy cũng là trong lòng đại chấn, nói, cho nên ngươi hiện tại hai căn linh vũ, chính là đại biểu ngươi đã có độ một thần cảnh thực lực. Không sai không sai, vẫn là đại ca lợi hại này đều có thể nhìn ra tới. Thấy Tào Ngụy hai người, cùng chính mình ôm Hồ Tiên Nhi đều lộ ra dị sắc, nhị người hói đầu vội vàng giải thích nói, bất quá này yêu cầu cực kỳ dài dòng thời gian cùng cơ duyên, ta phỏng chừng chờ ta tiến hóa cả ngày thần, ít nói cũng muốn mấy trăm năm hơn một ngàn năm. Tào Ngụy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ này nhị người hói đầu mấy ngày mọc ra bốn căn linh vũ, chính mình khả năng liền trị không được hắn. Chương 638, Hồ Tiên Nhi lựa chọn, đệ tứ càng. Nếu như vậy vậy ngươi về sau liền đi theo chúng ta bên người, không cần vẫn luôn đãi ở tinh thần giới, bên ngoài cơ duyên rốt cuộc nhiều một ít. Tào Ngụy trầm tư thật lâu sau, lúc này mới hạ quyết định, nhị người hói đầu là hắn từ tàn cổ bí địa mang về tới, trên người có lẽ có bí mật rất lớn. Tào Ngụy cũng rất tưởng biết. Đại ca nhân từ, đại ca thiện lương, đại ca từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nhị người hói đầu ông Hồ Tiên Nhi đùi nước miếng bay loạn, chọc đến Hồ Tiên Nhi rất là bất mãn, nhưng nhân gia dù sao cũng là độ một thần linh, Hồ Tiên Nhi trong lòng khổ, lại cũng không gì biện pháp. Ngươi ôm nhân gia đùi làm gì? Trải qua tào ngụy nhắc nhở, vị người hói đầu lần này lưu luyến rải khai thịt cánh, cuối cùng còn dùng đại mặt ở hồ tiên nhi trên đùi cọ cọ, kia phó trầm mê trong đó bộ dáng, thật sự có chút đáng kinh. Hồ tiên nhi nhịn không được đánh cái giật mình, lúc này mới phát hiện tào ngụy nhìn chầm chầm vào chính mình. Đây là muốn đuổi chính mình đi rồi sao? Ai? Hồ tiên nhi đáy lòng thầm than, mở miệng nói, chờ tới rồi dương lan thành, ta liền rời đi. Không đi dương lan thành tà ngụy mở ra da dê cuốn xác nhận phương hướng sau thay đổi chiến thuyền bay lên trời cao hắn ngược lại đem thần vượng thả ra tinh thần giới truyền âm nói ngươi tự hành trở về rừng rậm đi này một chuyến bạch phiền toái ngươi thần vượng cười nói không có việc gì chỉ cần đại nhân một cái tâm niệm ta định tre và mang mọc trừ bỏ trung tâm khu vực một ít bố trí tuyệt cường cấm chế địa phương rất nhiều địa phương ta đều có thể dễ dàng đến đa tạ thần vượng rời đi nhị người hói đầu cùng quản thành lại ở nơi xa đánh nhau tào ngụy âm thầm nhìn y tiểu liếc mắt một cái phát hiện nàng hơi thở lại lần nữa cường thịnh một phân, bất quá đã ổn ở nguyên anh phía trước, cũng không có lướt qua kia đạo tuyến. Tàu Ngụy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại đối Hồ Tiên Nhi nói, có nghĩ kiến thức một chút Trung Châu chân chính thiên tài. Ta nghe nói có rất nhiều thế lực liên hợp mở ra mấy đại bí cảnh chuyên môn dùng để huấn luyện người trẻ tuổi. Cảm ơn ngươi. Hồ Tiên Nhi ngẩn ra, trong lòng không tự giác ấm áp. Tào Ngụy không có nói tiếp, mà là nhìn chầm chầm trong tay da dê cuốn lầm bầm lầu bầu. Trung Châu quả nhiên thật lớn lãnh thổ quốc gia, chỉ sợ tứ đại vực thêm lên cũng không trung châu một nửa đại, cũng khó trách thế lực cường đại phức tạp. Dương Lan Thành xem như tiểu tây vực ngạch cửa, vượt qua lúc sau một ngàn dặm ngoại chính là chân chính trung tâm khu vực, ta nhìn xem có tam đại tông môn gì đó. Tào Ngụy một trận đầu đại, hắn trước nay chưa thấy qua gia dê cuốn thượng bản đồ sẽ giống lúc này đây giống nhau phức tạp, nhìn rậm rạp đánh dấu ra tới thế lực cùng khu vực, Tào Ngụy không cấm một trận thở dài, không hổ là bắc hoang lớn nhất tu luyện thánh địa, thế lực nhiều như Long Châu A. Người lúc trước nói kia cái gì bí cảnh ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá giống như yêu cầu cái gì ngạch cửa, giống nhau tu sĩ chính là vào không được. Hồ Tiên Nhi đối Trung Châu hiểu biết hiển nhiên ở Tàu Ngụy phía trên, nàng hồi ức sau một lúc lâu nói, hẳn là có năm đại bí cảnh, mỗi cách năm năm mở ra một lần, cho nên mỗi một năm cơ hồ đều có một chỗ bí cảnh mở ra, nghe nói là từ trung tâm khu vực mấy đại siêu cấp thế lực hợp lực dựng tiểu thế giới, mục đích là vì huấn luyện tuổi trẻ tu sĩ. Nói như thế tới tất nhiên sẽ có viêm hoàng tiểu bối tiến vào bí cảnh đi. Tào Ngụy hai mắt lộ ra ánh sao, thấy Hồ Tiên Nhi sau khi gật đầu trong lòng đã là có ý tưởng. Nếu tiên linh thụ là bị viêm hoàng thánh chủ cầm đi, Tào Ngụy tự nhiên phải nghĩ biện pháp được đến càng cụ thể tình báo. Nhưng nhưng vào lúc này, Hồ Tiên Nhi lại nhìn Tào Ngụy nói, viêm hoàng cùng thế lực khác bất đồng, nghe nói là thượng giới cự vô bá thiết lập ở Bắc Hoang một chỗ trạm điểm, chuyên môn từ Bắc Hoang các nơi chọn lựa thiên phú hơn người tuổi trẻ tu sĩ tăng thêm bồi dưỡng, rất nhiều đều là tán tu, rốt cuộc trung châu thế lực cũng tâm cao khí ngạo, tự nhiên không muốn tướng môn hạ thiên tài đệ tử giao ra đi có thể lý giải. Tào Ngụy gật đầu, đối ba người nói, vậy từ năm đại bí cảnh bắt đầu, chúng ta tạm thời tách ra đi, đi theo ta các ngươi khả năng sẽ không có phương tiện. Cách đó không xa bị quản thành bóc hầu nhị người hói đầu nghe vậy một trận kích động, buộc miệng thốt ra nói, ta là tự do. Tào Ngụy ôn hòa cười, nói, quản thành sẽ bồi ngươi, không cần lo lắng quá tịch mịch. Đại nhân yên tâm, ta sẽ xem trọng này người hói đầu. Nhị người hói đầu một trận vô ngữ, lại bách với quản thành dâm uy gì cũng không dám nói nho nhỏ liền từ ngươi chiếu cố. Tào Ngụy tâm thần vừa động, chiến thuyền buồn trong trên giường nháy mắt xuất hiện y tiểu nhân thân ảnh, nàng hơi thở vững vàng, hiển nhiên ở tiêu hóa quen thuộc tăng vọt hồn lực. Chúng ta như vậy tách ra đi. Ba ngày sau, Tào Ngụy nhìn nơi xa một phương mơ hồ đại thành hình dáng, ngược lại đối hồ tiên nhi bốn người nói. Y tiểu đã đã tỉnh, cả người đều có chút linh hoạt kỳ ảo, biến hóa rất lớn, tu vi cũng tới rồi kim đăng hậu kỳ, tốc độ cực nhanh lệnh người nghẹn họng nhìn trân trối. Tào Ngụy đem chiến thuyền đưa cho Hồ Tiên Nhi, nhìn theo bốn người bay vào nơi xa trong thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn tính toán làm sự rất nguy hiểm quản thành nhị người hói đầu nhưng thật ra không có việc gì chủ yếu vẫn là hồ tiên nhi y tiểu tào ngụy không có nắm chắc có thể từ cái loại này tình huống bảo hộ hai người chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời rời đi chính mình quyền cho là một loại mài dũa đi này phiến thổ địa mở mang vạn phần trừ bỏ hồ tiên nhi bốn người tiến vào thành trì ngoại ở trên mặt đất còn tọa lạc không ít linh sơn mỗi tòa linh sơn thượng đều có lánh đời tông môn mạnh yếu vô pháp phán đoán bất quá tào ngụy đều là nhất nhất vòng qua vẫn chưa gây chuyện thực mau tào ngụy liền đi tới trung châu chân chính trung tâm khu vực nơi này thế cục phức tạp tào ngụy tốc độ chậm lại cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong thiên địa linh khí cường độ viễn siêu tứ đại vực cường đại dị thú cùng tu sĩ tùy ý có thể thấy được nơi này vẫn như cũ là hoang dã đại lục nguyên thủy rừng rậm to lớn núi non tùy ý có thể thấy được nhưng nơi này cũng có khả năng không ngừng là yêu thú cũng có lánh đời gia tộc hoặc là tông môn đóng quân trong đó Đối với loại tình huống này rất nhiều tu sĩ đều trong lòng biết rõ ràng, một ít không nên đi địa phương bọn họ khẳng định sẽ không xông loạn. Tào Ngụy cảm giác được có tu sĩ từ nơi xa bay tới, thực mau liền cùng chính mình gặp thoáng qua. Là một nam một nữ, hai người đều là thiên nguyên tu vi, ở nhìn đến Tào Ngụy lẻ loi một mình khi không cấm sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là rời đi. Tào Ngụy nhíu mày nhìn hai người biến mất ở nơi xa, mày dương lên, lập tức theo đi lên. Hiện tại Tào Ngụy đối cái gì bí cảnh gì một mực không biết, này hai người hiển nhiên có nhiệm vụ trong người đi hỏi một chút cũng không sao. Nhưng thật mau, Tào Ngụy liền cảm giác được càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng tới phía trước hội tụ mà đi, hắn mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, ở một tòa cự sơn trước ngừng lại. Ngọn núi cao ngất trong mây, giống nhau một thanh kỳ kiếm, thẳng cắm tận trời, mà ở đỉnh núi vân chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được bóng người xuyên qua, còn có từng tòa thật lớn gác mái. Nơi này hẳn là nào đó tông môn hoặc là gia tộc, Tào Ngụy linh thức đảo qua, kinh ngạc phát hiện ngọn núi chung quanh thế nhưng không có kết giới bảo hộ, Tào Ngụy nghĩ nghĩ vẫn là nhíp người, hắn bay lên đỉnh núi, thực mau liền tới tới rồi để nhất tòa gác mái trước. Nói là gác mái lại càng như là nhà này môn phái môn hộ, nhưng mặt trên bản hiệu thượng ba cái chữ to, vẫn là làm tàu ngụy có chút chờ mong. Chương 639, Hợp Hoang Tông, thứ năm càng. Hợp Hoang Tông. Tàu ngụy ngửa đầu nhìn chầm chầm này ba cái chữ to sờ soạn trong đó hàm nghĩa, suy nghĩ nửa ngày lại vẫn là trong lòng cái kia ý tưởng. Khó trách không có cấm chế cùng trận pháp, xem ra môn phái này so với ta trong tưởng tượng còn muốn mở ra. Tào Ngụy chắp tay sau lưng ngang đi vào, lẩm bẩm, như vậy mở ra môn phái nói vậy không vì thế tục sở cực hạn, hỏi cái lộ hẳn là không gì vấn đề. Về năm đại bí cảnh, gia dê cuốn thượng cũng không có ghi lại, duy nhất ghi lại đồ vật cũng chỉ có nhị lưu tam lưu thế lực, rốt cuộc ngay cả thiên xà thánh địa đều không có ngoại lệ, khi gia dê cuốn thế lực tuy rằng tạp nhiều nhưng đối Tào Ngụy không gì tác dụng. Đều uy hiếp không đến Tào Ngụy. Nhưng Tào Ngụy cũng không biết những cái đó nhất lưu thế lực, đặc biệt là viêm hoàng đệ tử hướng đi, bởi vì Tào Ngụy muốn làm một chuyện lớn, viêm hoàng đệ tử là ác không thể thiếu một bước. Xuyên qua gác mái, đỉnh núi cảnh tượng nháy mắt trống trải lên, Tào Ngụy không nghĩ tới tại đây cự sơn đỉnh núi thượng, thế nhưng còn có mấy chục tòa tiểu đồi núi. Mỗi một ngọn núi khâu phạm vi vài dặm, hiển nhiên là hợp hoang tông, đệ tử cư trụ địa phương. Tào Ngụy một đường đi qua cũng không có nhìn thấy vài người, căn cứ linh lực dao động, Tào Ngụy đại khái phán đoán ra lúc trước những cái đó tu sĩ hướng đi, không cấm có chút vô ngữ. Ba ngày ban mặt đại ở trong phòng làm cái gì? Tào Ngụy một bên lẩm bẩm một bên hướng tới một ngọn núi khâu đi đến, bởi vì ngọn núi này khâu khoảng cách Tào Ngụy gần nhất, hơn nữa bên trong linh lực dao động cũng nhất táo bạo. Nhưng liền ở Tào Ngụy vừa mới bước vào một cái chớp mắt, một loại cổ quái cảm giác nảy lên trong lòng, nơi này rõ ràng thiết trí cấm chế, nhưng cũng không sẽ đem Tào Ngụy ngăn ở bên ngoài, nhiều lắm chính là nhắc nhở sơn nội người, có người tới thăm. Tào Ngụy mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, sơn nội có một mặt hồ nước nhỏ, giờ phút này một con rất là một mặt thuyền lớn đang ở hồ thượng phiêu đảng, nó hiển nhiên không quá ổn định, khi tả khi hữu, dạng nổi lên tảng lớn cuộn sóng, thả cùng với lệnh người mặt đỏ thanh âm. Quả nhiên không hổ là hợp hoang tông A. À. Nhưng thực mau, thanh âm kia đột nhiên im bặt, đồng thời cũng có nữ tử căm giận thanh âm truyền đến, nam tử không để ý tới, trực tiếp hóa thành lưu quan đi tới tàu ngụy phụ cận. Là một người trung niên nam tử, tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt tiều tụy dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng tu vi lại ở độ một cảnh. Tàu ngụy có chút vô ngữ, tùy tiện đụng tới một cái tông môn tùy tiện gặp được một người chính là độn một cảnh, này Trung Châu thế lực cường tứ đại vực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, nhưng ngẫm lại Tào Ngụy cũng liền bình thường trở lại, nếu không có cường đại thực lực, này hợp hoang tông nói vậy cũng vô pháp ở Trung Châu hỗn đi xuống. Ngươi chính là lần này tân đệ tử. Như thế nào liền ngươi một cái sắc? Nam tử lúc này tâm tình vui sướng, hắn nhìn chầm chầm Tào Ngụy phía sau xem xét nửa ngày lúc này mới buồn bã nói, tiểu tử, ngươi đạo lữ đâu? Một người nói, khả năng liền không thể gia nhập hợp hoang tông. Tào Ngụy vô ngữ, hắn vốn dĩ chính là hỏi đường tới, tự nhiên sẽ không nhập tông. Nhưng nghe đến nam tử tiếp theo câu nói sau, Tào Ngụy lại thay đổi cái này chủ ý. Thôi thôi, trước hai ngày vừa lúc có vài tên tân đệ tử gia nhập, ta dẫn ngươi đi xem xem có hay không nhiều ra tới người, chạy nhanh thấu đủ nhân số đem các ngươi ném vào gia lan bí cảnh, ta cũng mặc cho vụ hoàn thành. Nam tử một bên nói một bên hướng tới nơi xa chạy đi, Tào Ngụy theo sát sau đó, bởi vì Tào Ngụy Nguyên Anh còn ở cùng với cố tình áp chế cảnh giới, này nam tử quyền đương Tào Ngụy là nhân đạo đệ tử, Tự Tào Ngụy tiến vào Trung Châu trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng nghe nói rất nhiều về Trung Châu tông môn, phổ biến quy củ, đó chính là nhân đạo tu sĩ, bất luận thân phận tuổi tác, đều chỉ có thể là đệ tử, mà những cái đó bước vào thần đạo tu sĩ, liền tính tu đạo không đến 30 năm, cũng sẽ trở thành tân tấn trưởng lão. Trưởng lão đại ngộ tự nhiên không phải đệ tử có thể so sánh, này cũng làm Trung Châu tu luyện không khí so tứ đại vực càng cao. Tào Ngụy ở Nam Tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi một gian gác mái nội, tùy ý xử lý một khối đại biểu đệ tử thân phận ngọc bài sau hắn ngược lại đối chấp đường trưởng lão nói ngươi đem mấy ngày trước đây gia nhập vài tên đệ tử kêu tới ta xem thấu đủ nhân số không chấp đường trưởng lão khóe miệng vừa kéo nhắc nhở nói phó môn chủ tuy rằng chúng ta hợp hoang tông tiếp nhận mọi người nhưng chúng ta vẫn là điều tra một chút tân đệ tử chi tiết đi nhưng đừng nháo ra phía trước kia sự kiện quản trình vẫy vẫy tay cười nói sợ gì ta hợp hoang tông sợ bọn họ ngươi chạy nhanh đem người kêu tới chấp đường trưởng lão bất đắc dĩ chỉ phải rời đi, cái này làm cho Tào Ngụy có chút hứng thú, này hợp hoang tông như thế nào cảm giác cùng mặt khác tông môn hình tượng không quá phù hợp. Phó môn chủ. Tào Ngụy thử hỏi. Như thế nào? Có cái gì nghi vấn cứ việc hỏi đi. Quản trình cũng là nhàm chán, ngồi ở chấp đường trưởng lão vị trí thượng nhìn chầm chầm một tờ danh sách lật xem lên. Phó môn chủ vừa mới nói Gia Lan bí cảnh, chính là Trung Châu năm đại bí cảnh chi nhất. Cũng không phải là sao. Quản trình nói, tuy nói như thế, nhưng rốt cuộc đều là những cái đó chân chính thiên kiêu công viên trò chơi giống chúng ta hợp hoang tông loại này nhị lưu thế lực cũng liền tùy tiện phái vài tên đệ tử thấu cái náo nhiệt là được nga đúng rồi đây là chúng ta hợp hoang tông môn huấn người hảo sinh nhìn xem đi quảng trình phiên đến tào ngụy tin tức vừa thấy tức khắc mày một chọn lẩm bẩm ngươi tên này nhưng thật ra làm ta nhớ tới lúc trước truyền thái quá tên kia người trẻ tuổi tên vừa vặn giống nhau không có biện pháp tào ngụy ngữ khí bất đắc dĩ quảng trình cũng là nhìn kỹ tào ngụy thân thể xác nhận không có thần hồn sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tuy rằng hắn ngoài miệng nói không sợ thế lực khác nhưng tào ngụy rốt cuộc thanh danh bên ngoài có thể không hoắc hoắc bọn họ hợp hoang tông vẫn là không cần hoắc hoắc hảo bởi vì có thể mượn hợp hoang tông tay tiến vào năm đại bí cảnh chi nhất tào ngụy cũng nhạc tự tại đơn giản mở ra môn huấn nhìn lên này vừa thấy suýt nửa điên đảo tào ngụy giá trị quan hợp hoang tông môn huấn điều thứ nhất không được đem đạo lữ song tu phương pháp ngoại truyện đệ nhị điều nhưng tùy thời cùng môn nội đệ tử giao lưu tâm đắc hiểu được Đệ tam điều, không được chiếm trước người khác đạo lữ trừ phi người khác đạo lữ đồng ý. Đệ tứ điều, không được trình coi đồng môn đệ tử tu hành phương pháp trừ phi đối phương nguyện ý. Hợp hoang tông môn huấn đệ 341 điều, đệ sướng đệ tử cùng ban ngày song tu, nếu là ở ban đêm, nhưng số lượng vừa phải hạ thấp thanh âm, để tránh ảnh hưởng người khác tu luyện. Xem xong cái này môn huấn, tà ngụy không cấm hít sâu một hơi, nhịn không được nói, hợp hoang tông, này ni ma như thế nào cùng cái ổ gà giống nhau. Quảng trình xấu hổ cười, nói, ai? đừng như vậy tưởng, chúng ta chính là xem đến khai, không thèm để ý thế tục ánh mắt, huống hồ môn hạ rất nhiều đệ tử đều đã ngộ đạo, bọn họ cảm thấy như vậy tu hành phương pháp càng thích hợp bọn họ, huống hồ, bọn họ phần lớn đều là bên ngoài chọc sự tán tu, ta hợp hoang tông rộng mở đại môn, cho bọn họ một chỗ dung thân nơi, đâu ra ổ gà vừa nói. Quảng trình nói đến mặt sau liền chính mình đều tin, càng nói càng kiêu ngạo. Tào Ngụy vô ngữ, nhưng nếu có thể mượn hợp hoang tông tiến vào bí cảnh, nhìn một chút đảo cũng không gì quan hệ đến nỗi cái này phó môn chủ phải cho hắn an bài đạo lữ sự, vẫn là đánh đổ đi. Chương 640, Quy Củ Hai người nói chuyện với nhau gian, còn lại vài tên đệ tử cũng trước sau đi đến, Tào Ngụy Phóng nhãn nhìn lại phát hiện thế nhưng chỉ có bảy người, vừa vặn tam nam bốn nữ, nhiều ra một nữ tử. Tào Ngụy mày một chọn, không nói chuyện nữa. Hảo, nếu người đều đến đông đủ chúng ta đây liền xuất phát đi, các ngươi các sư huynh sư tỷ đã tiến vào bí cảnh. Quảng Trình nói, đến nỗi về bí cảnh nội quy tắc, trên đường lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hợp hoang tông chiến thuyền một mặt vô cùng, tốc độ cũng chỉ so tàu ngụy nhanh như vậy một đinh điểm, nhưng cũng lưu lại thắng vô, tàu ngụy vừa lên chiến thuyền liền ngồi xếp bằng ở đầu thuyền nhắm mắt dưỡng thần, quản trình đối bọn họ này đó đệ tử rất là khoan dung, đây cũng là tàu ngụy nhìn đến cái thứ nhất từ phó môn chủ mang đội tông môn. Mặt khác tông môn căn bản không cần cái này cấp bậc tồn tại. Thông thường có trưởng lão mang đội liền không tồi. Trên thuyền hơn nửa tàu ngụy cũng chỉ có chín người, lúc này quản trình rốt cuộc nhắc tới Gia Lan bí cảnh, Tào Ngụy cũng tập trung tinh thần nghe. Gia Lan bí cảnh từ thiên xà thánh địa, Ngọc Lâm Tông, Kỳ Lân Bảo Cát, Viêm Hoàng Tứ đại thế lực cộng đồng dựng mà thành, là ở nguyên bản một mảnh cổ đại di tích cơ sở thượng cải tạo một phen, do đó trở thành đương kim trung châu các môn các phái tuổi trẻ đệ tử thí luyện nơi. Quản Trình nói, trước nói Gia Lan bí cảnh cấm chế, thứ nhất, tu vi thấp hơn thánh tôn, tuổi tác vượt qua 100 tuổi tu sĩ vô pháp tiến vào, sẽ bị tứ đại thế lực cộng đồng duy trì quy tắc áp thành mảnh nhỏ, liền tính là thiên thần cường sang, cũng sẽ là cái thi cốt vô tồn kết cục thứ hai quản trình vương hai căn đầu ngón tay nói gia lan bí cảnh tổng cộng thiết có bảy đạo trạm kiểm soát chỉ có thông qua bảy đạo trạm kiểm soát đệ tử mới có tư cách tiến vào chỗ sâu nhất lấy được từ tứ đại thế lực cộng đồng cung cấp tu luyện tài nguyên nghe nói là tam bổn cổ kinh công pháp còn có thần bí đại ngộ quản trình thao thao bất tuyệt nói rất nhiều cuối cùng nói nhớ kỹ tuy rằng chúng ta hợp hoang tông môn huấn giáo lý xa không có thế lực khác như vậy phức tạp cứng nhắc thả đối môn hạ đệ tử cũng không quá nhiều ước thúc nhưng này cũng không đại biểu các ngươi có thể nương cái này tên tuổi tránh né các ngươi cái gọi là thù địch, gia lan bí cảnh nội sinh chết có mệnh, chúng ta sẽ lưu lại các ngươi hồn đèn, nếu không ra sự tốt nhất, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, vậy cùng nhau xuất hiện. Đi. Tào Ngụy nhíu mày, khó hiểu nói, cho nên nói sáng tạo gia lan bí cảnh ý nghĩa là cái gì? Quản Trình hít sâu một hơi, thở dài nói, Viêm Hoàng chọn lựa truyền nhân thí luyện trường đi, bất quá các ngươi yên tâm, lấy các ngươi thiên phú sẽ không bị lựa chọn đến nỗi mặt khác siêu cấp thế lực đệ tử mặc dù bị lựa chọn cũng không thấy đến sẽ đi, cho nên dù sao cũng phải tới nói, Gia Lan bí cảnh chỉ là đơn thuần thuộc về tuổi trẻ đệ tử một cái giác đấu trường, đương nhiên có thể thông qua bảy đạo trạm kiểm soát bắt được kinh tốt nhất. Hết thảy lượng sức mà đi. Quản trình nhìn chầm chầm trong tay danh sách điểm đầu người, cho mỗi cá nhân đều để lại một trảng hồn đèn. Tào Ngụy cùng Đác Lâm tạm thời cộng sự đi. Tào Ngụy không có gì ý kiến, ngược lại là hỏi, nói như thế tới viêm hoàng tương đối quan trọng đệ tử hẳn là cũng sẽ tham dự đi đó là tự nhiên, bọn họ tuy rằng đã thành viêm hoàng đệ tử, nhưng viêm hoàng vẫn như cũ bên ngoài tuyển nhận càng cụ thiên phú người, cũng đã nói lên những cái đó đệ tử biểu hiện bọn họ cũng không vừa lòng, vì khiến cho viêm hoàng coi trọng, những cái đó đệ tử càng sẽ nóng lòng chứng minh. Tào Ngụy cao mày, nếu dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, có lẽ những cái đó viêm hoàng đệ tử cũng không phải tốt nhất người được chọn. Chiến thuyền ở trên hư không chạy tiếp cận một cái buổi chiều, rốt cuộc ở hoàng hôn đã đến trước tới rồi. Gia Lan bí cảnh liền ở khe nước kia nội. Tào Ngụy theo quản trình ánh mắt nhìn lại, ở vô số núi non vây quanh tàn phá núi đá thượng, một đạo mấy trượng lớn lên cái khe tản ra lục quang. Ở núi đá chung quanh núi non trên không, chậm rạp đình đầy đủ loại màu sắc hình dạng chiến thuyền, cũng có thật lớn loài chim bay chiếm cứ, náo nhiệt đến cực điểm. Mặt trời xuống núi sau các ngươi liền có thể đi vào, trong khi một tháng, một tháng sau ta tới nơi này tiếp các ngươi, các vị bảo trọng. Tào Ngụy có chút kinh ngạc nhìn nghênh ngang mà đi quản trình, này bất cứ như vậy đem bọn họ đoàn người ném vào trời cao trung, ngay cả chiến thuyền đều không có lưu lại. Hợp hoang tông từ trước đến nay làm người phỉ nhổ, nếu không phải tên kia chưa từng có xuất hiện quá tông chủ, chỉ sợ hợp hoang tông sơn môn đã sớm bị bình mấy trăm lần. Một người nam tử nhìn về phía tàu ngụy, nói, ta từ nghe đã từng cũng chọc khó lường nhân tộc, gia tộc bị liên lụy, không chỗ để đi thời điểm bị hợp hoang tông trưởng lão mang về tông môn, ta vốn tưởng rằng ta sẽ liên lụy tông môn. Lại không nghĩ rằng tên kia đại nhân vật nhìn đến ta thân phận bài sau trực tiếp quay đầu liền đi còn nói cái gì nếu là người nọ môn đồ phóng ta một con ngựa lại có thể như thế nào tào Ngụy mày một chọn, rất có thú vị nhìn từ nghe, xem ra tên kia đại nhân vật trong miệng người nọ đó là Hợp Hoang Tông tông chủ không thể nghi ngờ, thật đúng là thú vị, này nửa ngày đường xá Trung Tàu Ngụy cũng nhiều hơn hiểu biết Hợp Hoang Tông. Này toàn bộ tông môn trên dưới, trừ bỏ tông chủ một người lại, lớn đến phó môn chủ quản trình, nhỏ đến bình thường đệ tử, cơ hồ đều là bị đuổi giết người. Hợp Hoang Tông quả thực chính là một cái đại hình chỗ tránh nạn, chẳng qua bọn họ tông chủ đích xác lợi hại, người như vậy đều dám thu hơn nữa càng thần kỳ chính là những người đó còn không dám đắc tội hợp hoang tông. Thú vị thú vị. Tào Ngụy sờ soạn cầm, trầm tư lên. Xem ra chúng ta tông chủ đại nhân là rất lợi hại. Tào Ngụy gật đầu, nhìn về phía màu xanh lục cái khe, tại đây trước đã có một nhóm người tiến vào qua, những người đó tự hồ mới là gia lan bí cảnh vai chính, là các đại môn phái thiên phú mạnh nhất một nhóm người. Mà lúc này chờ đợi ở núi non đệ tử cơ hồ không có thần đạo tu sĩ, có lẽ đây là khác biệt đại ngộ đi. Tào Ngụy cũng không có cái gì lo lắng, mục đích của hắn chỉ có một. Viêm Hoàng Dựa theo phó môn chủ theo như lời, chúng ta chia làm bốn tổ, tiến vào bí cảnh sau phân công nhau hành động, mỗi nói trạm kiểm soát nội đều có cổ đại di tích tàn lưu xuống dưới đồ vật, tuy rằng phần lớn đều bị cướp đoạt xong rồi, nhưng luôn có để sót, chúng ta tu vi không cao, ngốc tham dự lần này thịnh hội cũng đã không tồi, vẫn là lấy vượt qua này một tháng là chủ đi. Tám người trung từ nghe cảnh giới tối cao, nhưng cũng chỉ là thánh nhân lúc đầu, tông môn tiền bối không ở, hắn cũng rất có đảm đương an bài lên còn lại mấy người gật gật đầu, nhưng nhiệt tình hiển nhiên không cao. Trừ bỏ Đát Lâm. Tào Ngụy cảm giác đến tên này nữ tử trước sau cho người ta một loại cực độ cao lãnh cảm giác, tuy rằng Đát Lâm tướng mạo giống nhau, dáng người cũng bình phàm, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều trầm khuôn mặt, một bộ buồn bực chi sắc, nàng trong ánh mắt tự hồ chôn giấu cái gì bí mật. Tự hồ là cảm giác được Tào Ngụy ánh mắt, Đát Lâm lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, ta sẽ không cùng ngươi cộng sự. Tùy ý. Tào Ngụy cười, ngược lại nhìn về phía mặt khác tông môn đệ tử, những cái đó tu sĩ một đám kích động hưng phấn bộ dáng cùng hợp hoang tông bảy người hình thành tiên minh đối này cũng là trường kỳ bị người đuổi giết rốt cuộc có ẩn thân nơi liền tính là đối mặt cơ duyên tạo hóa cũng thờ ơ những người này đạo tâm đã chết tào ngụy chỉ phải thở dài hắn tới hợp hoang tông trở thành hợp hoang tông đệ tử hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ nhưng may mà không gì ảnh hưởng